Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chào tất cả các bạn chị em nha, xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Nguyện Chúa bình an ở cùng chúng ta. Và chúng ta sẽ học bài học tiếp theo trong buổi tối này. Xin cho ta dành một chút để chờ đợi anh chị em mình vào cho nó đông đủ ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Xin chào tất cả những khuôn mặt thân quen mà tôi nhìn thấy đang trên live stream phải không ạ? Cảm ơn Ngài. Và lời của Chúa là rất là màu nhiệm. Tuần vừa rồi anh chị em nghe những lời làm chứng phải không ạ? Chính lời của Chúa chữa lành, lời của Chúa giải cứu, lời của Chúa đem lại sự khích lệ. Khi chúng ta tham gia vào bài giảng, khi chúng ta cầu nguyện cùng với Hội Thánh, cho nên là lời của Chúa thì quyền năng và còn lại đời đời. Nên tôi khích lệ tất cả anh chị em đang có mặt ở nơi đây, khi chúng ta tham gia vào bài học, hãy chú ý, hãy lắng nghe, hãy cầu nguyện. Đúng không? Chúa có thể dùng một lời thôi để giải phóng cuộc đời của mình, đem mình ra khỏi những rắc rối, đem mình ra khỏi những cái vấn đề trong cuộc sống. Amen. Đấy. Anh chị em nhớ trong Mác chương 16 phải không ạ? Đây chính là đích thực Chúa làm ứng nghiệm những gì mà lời của Chúa chép. Về phần các môn đồ thì ra đi giảng đạo. Chúa ở cùng các môn đồ, lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo để làm cho vững đạo. Đúng không? Khi tôi giảng lời của Đức Chúa Trời thì tôi việc cứ giảng thôi, nhưng mà Chúa lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo bằng cách chữa lành người nghe, giải cứu người nghe, nâng đỡ người nghe, làm những phép lạ trên người nghe. Và đây là cách Chúa chứng minh rằng lời của Đức Chúa Trời là hằng sống và quyền năng đến đời đời. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào hết tất cả các bạn chị em đang có mặt trên live stream buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài học thứ 3, đúng không ạ? Bài thứ 3 của loạt bài Cách cầu nguyện cho người bệnh. Và bài thứ 3 này có tên là gì? Sự chữa lành và một đời sống sung mãn, hay là một đời sống thịnh vượng, một linh hồn thịnh vượng. Đó, chúng ta bàn về vấn đề này một chút trong buổi tối ngày hôm nay. Amen. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em nha. Tôi nói rằng tất cả anh chị em nào kết nối vào live stream hiện nay, ngay bây giờ, Đức Thánh Linh sẽ thăm viếng người đó. Đức Thánh Linh sẽ ban phước cho người đó. Tất cả những ai nghe, lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, thần của Chúa sẽ thăm viếng người đó ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Và anh em hãy chú ý nha, buổi tối hôm nay cũng là một buổi tối của phép lạ, chữa lành, giải cứu, đem lại sự khích lệ, nâng đỡ. Và bất cứ nhu cầu nào anh chị em cần, Đức Chúa Trời Ngài sẽ đáp ứng. Không ạ? Khi chúng ta chú ý đến lời Ngài, vì lời Ngài có quyền năng, lời Ngài như búa đập vỡ đá, lời Ngài không lẫn với rơm rạ được, lời Ngài không lẫn với lời của thế gian được. Cho nên khi anh chị em để lòng mình chú tâm vào lời Ngài, nghe, lấy lòng tôn kính để tiếp nhận lời của Chúa, lấy lòng khiêm nhường để tiếp nhận lời của Chúa, với đức tin xác quyết như trẻ con, thì phép lạ nhất định xảy ra. Đó là cái chỗ mà chúng ta cần lưu ý. Đây cũng là cái lý do mà tôi siêng năng rao giảng lời của Chúa cho anh chị em. Bởi vì tôi biết chắc một điều rằng chỉ lời của Đức Chúa Trời thôi mới có thể biến đổi và giải quyết nan đề của anh chị em. Còn không có một con người nào, không có một cái năng lực nhân tạo nào, không có một cái năng lực của con người nào có thể giúp đỡ anh chị em cả. Chỉ có lời của Chúa thôi. Tôi thì quan điểm của tôi là như vậy. Còn con người chúng ta chỉ là công cụ thôi, là cái loa phát thanh thôi. Không ạ? Cho nên là anh chị em chú ý ha. Rồi trước khi chúng ta đến với Chúa, đến nghe lời của Chúa, tôi mời anh chị em cùng nhau mình cầu nguyện. Và như thường lệ anh chị em ha, chúng ta cầu nguyện để mời Chúa giúp đỡ mình, mời Đức Thánh Linh bước vào lòng mình một cách dẫy đầy buổi tối ngày hôm nay. Mời Chúa mở tay, mở trí, mở lòng, ban thần khôn ngon, thần mặc khải để cho anh em nghe và hiểu được lời của Chúa, nghe được tiếng của Chúa qua bài học. Đây là cái phước hạnh. Cảm ơn Ngài. Anh chị em cùng cầu nguyện nha. Đừng có ai bị phân tâm phân tán ngay bây giờ được không ạ? Đừng có ai bị quấy rầy vì tiếng trẻ con, tiếng nhạc, tiếng ồn ào của người khác. Chúng ta tạm thời ngắt kết nối đi. Chúng ta tập trung vào bài học, và bài học đó sẽ ban phước cho anh chị em trong thời gian này. Nào, trong danh Chúa Giêsu quyền nè. Cha ơi, con cầu nguyện xin thần của Ngài đến trên anh chị em con ngay bây giờ. Bất kể anh chị em con đang ở đâu và dùng phương tiện gì để kết nối, Thầy Đức Chúa Trời ơi, Ngài biết. Cha yêu thương và nhân từ ơi, Ngài biết. Ngài biết họ đang ở đâu và đang cần điều gì. Con cầu nguyện Cha trên trời cao đấng yêu thương, nhân từ, đầy lòng thương xót, hãy đến chạm vào tấm lòng anh chị em con giờ này. Hãy ban phước từ trời đến trên tấm lòng anh chị em con từ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng tôi cầu nguyện cho anh chị em. Wow. Bắt đầu lắng nghe sự đồng chạm của Chúa anh chị em. Bắt đầu lắng nghe sự đồng chạm của Chúa. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh giờ này đang chuyển động ở trong phòng anh chị em. Và bởi sự chuyển động đó mà linh hồn anh chị em được ban phước. Sự bình an sẽ ngập tràn, sự vui mừng từ Chúa ngập tràn, sức khỏe sẽ đến và tinh thần của anh chị em được nâng lên rất là nhiều ngay thì giờ này. Bất kể anh chị em ở đâu, là nam hay nữ, lớn hay trẻ, dùng phương tiện gì để kết nối, mấy anh chị em nghe được lời cầu nguyện này, tôi nói rằng trong danh Chúa Giêsu, thần Đức Chúa Trời thăm viếng anh chị em giờ này. Thần của Đức Chúa Trời thăm viếng anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền này, thần của Đức Chúa Trời thăm viếng anh chị em giờ này. Cầu nguyện này anh chị em ơi. Tôi cảm ơn Chúa vì điều này. Ô Thánh Linh hằng sống, Thánh Linh hằng sống yêu thương đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, hãy vận hành, hãy vận hành. Ô Cha sáng tạo muôn loài, Ngài là chủ tể của mọi linh hồn, Ngài là chủ nhân của những linh hồn mà Ngài cứu chuộc. Ngài sẵn lòng ban Thánh Linh cho ai kêu cầu Ngài. Ngài sẵn lòng nâng đỡ, chữa lành, khích lệ, giải phóng, ban tự do cho những ai cần Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện ngay bây giờ tất cả những môi miệng, tất cả những tấm lòng đang kêu Ngài. Chúa ơi, hãy đáp lại. Chúa ơi, hãy mở cửa. Chúa ơi, hãy cho anh em con tìm gặp những điều mà anh em con cần. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục. Tôi khích lệ tất cả anh chị em tiếp tục cầu nguyện với Chúa và cảm nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời giờ này. Tôi ngồi đây nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa đang vận hành khắp mọi nơi. Ô, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, hallelujah. Anh chị em hãy chú ý đến trái tim của mình, tấm lòng mình, không ạ? Chú ý đến sự chuyển động trong tấm lòng mình. Chú ý đến sự bình an, vui mừng, sự đầy dẫy đức tin. Vì ở đâu có Thánh Linh, ở đó sự tự do, vui mừng, công chính, bình an sẽ ngập tràn. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi điều gì mỏi mệt, buồn rầu, mọi điều gì không khích lệ, mọi điều gì bị ràng buộc, căng thẳng, trong danh Chúa Giêsu nó không có chỗ giờ này trên linh hồn của ông bà anh chị em. Tôi nói rằng nó không có chỗ trong linh hồn của ông bà anh chị em. Tất cả những gì khiến cho tâm hồn anh em trùng xuống, tiêu cực, những gì buồn rầu, những gì lo âu, những gì đau đớn, tôi nói nó không có chỗ trong linh hồn anh chị em. Nó phải rời đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nó phải rời đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi sự mỏi mệt, mọi sự tiêu cực, mọi sự chán chường, mọi sự thất vọng rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy cộng tác với tôi nha. Cộng tác với tôi. Tất cả những gì không thuộc về Chúa, anh em đừng chấp nhận nó. Kinh nghiệm của tôi là tôi không chấp nhận dù một giây thôi, một phút thôi, sự buồn rầu, sự tiêu cực trên đời sống của mình. Ngay khi nó đến trong tư tưởng thôi, nó đến trong cảm xúc thôi, chống trả lại liền. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta không có những cái thứ đó. Đức Chúa Trời của chúng ta không có những cái thứ đó cho con cái của Ngài. Cho nên anh chị em mà cảm giác được một cái gì đó nó bất thường thì anh chị em gì ạ? Chống trả ngay trong danh Chúa Giêsu quyền này. Chống trả ngay, và anh em nói rằng anh em được tạo dựng không phải cho những sự đó. Lo lắng, bất an, buồn rầu, tiêu cực, đau khổ, buồn bã, thất vọng, thất bại, giới hạn, những gì đó mang tính hằn thù, không tha thứ, rồi buồn rầu, giận hờn, thiếu những cái động lực trong cuộc sống, thiếu niềm đam mê. Anh chị em biết không? Chống trả lại nó và nói rằng mày đi ra khỏi ta trong danh Giêsu, ta bắt mạch mày. Ta biết mày Satan đứng đằng sau những tư tưởng này, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền nạn. Anh chị em chống trả lại. Tôi kêu gọi tất cả những anh chị em đang ở dưới những cảm giác đó, trong cảm xúc, trong lý trí của mình, chống trả lại trong danh Chúa Giêsu quyền nạn. Anh chị em nói rằng ta không cần tụi bay. Trong danh Giêsu ta trói buộc tụi bay, ta đạp đổ tụi bay xuống, bắt tụi bay vâng phục Đấng Christ, là Đấng ban cho ta bình an, vui mừng, phước hạnh, thánh sạch, thịnh vượng, yêu thương. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tụi bay không có chỗ trong linh hồn, không có chỗ trong tâm linh, không có chỗ trong thân xác, không có chỗ trong suy nghĩ, không có chỗ trong cảm xúc của ta trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nào, anh em hãy học cách để đưa những tư tưởng của mình qua màng lọc của Philip chương 4 câu 8 rồi, phải không ạ? Màng lọc những gì tích cực, những gì tiếng tốt, những gì đáng khen, những gì đáng trầm, những gì gây dựng, những gì có tiếng tốt. Ô, những gì mà thuộc về thiên đàng anh em hãy chấp nhận, còn tất cả những sự gì khác cho nó đi ra như rác vậy, ra vứt hết trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Tiếp tục đi anh chị, trong danh Chúa Giêsu. Tiếp tục anh chị, tiếp tục nào, tiếp tục. Khi anh em cầu nguyện chống trả như vậy, anh em nói như vậy và nhân danh Chúa hủy phá đạp đổ những đồn lưỡi như vậy, tôi nói rằng trong danh Chúa Giêsu, tinh thần anh em lập tức được biến đổi. Lập tức được biến đổi. Tôi thấy những con người vui mừng đang bắt đầu ở đây. Tôi thấy những con người đầy động lực đang bắt đầu trỗi dậy ở đây. Tôi thấy những con người đầy đức tin trỗi dậy ở đây. Tôi thấy những con người được chữa lành, được mạnh mẽ và được nhẹ nhàng trong tâm hồn mình đang trỗi dậy ở đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Chúa thật nhiều anh chị em. Đây là dấu hiệu Đức Thánh Linh thăm viếng mình. Đức Thánh Linh thăm viếng mình không có nghĩa là chúng ta rung giật, không phải vậy đâu. Không phải như vậy đâu, không đâu. Không phải, mặc dù Thánh Linh đến có thể rằng Chúa làm những cái, cho phép những cái động tác động trên cơ thể vật lý của mình, nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó là cái hồn của anh chị em. Đúng không? Sự bình an, vui mừng, sự thánh thiện và không khí thiên đàng tự nhiên nó ngập tràn tâm hồn anh chị em. Anh em thấy yêu đời, yêu người, yêu thương tất cả mọi người, thấy nhẹ nhàng được với tất cả mọi người và thấy cảm nhận tất cả những gì trong cuộc sống xảy đến với mình đều là tốt đẹp và chúng ta đón nhận nó với niềm vui và sức mạnh từ Chúa. Anh em hiểu ý không ạ? Hãy chú ý đến linh hồn của mình giờ này. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi linh hồn đang nghe lời cầu nguyện này hãy ngập tràn Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ngập tràn đức tin từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ngập tràn sự vui mừng của đến từ Đức Chúa Trời, ngập tràn sự bình an mà Chúa Giêsu để lại giờ này, ngập tràn sự nâng đỡ đầy dẫy phước hạnh của Chúa giờ này, ngập tràn sự chữa lành, sự khích lệ của Chúa giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi anh chị em, tiếp tục đón nhận nào. Tôi công bố ánh sáng từ Chúa Giêsu chiếu đến anh chị em. Ánh sáng của Chúa chính là sự sống của Chúa chiếu đến anh chị em. Những lời thần linh và sự sống của Chúa động đến linh hồn của anh chị em, động đến linh hồn của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục. Mọi linh hồn, mọi anh chị em, mọi con cái Chúa lắng nghe lời cầu nguyện này được trỗi dậy. Tôi công bố trong danh Giêsu trỗi dậy. Tôi công bố trong danh Giêsu trỗi dậy. Linh hồn anh em trỗi dậy, thân thể anh em trỗi dậy, cuộc sống anh em trỗi dậy, mọi lĩnh vực trong đời sống anh chị em trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trỗi dậy và đột phá giờ này, trỗi dậy và đột phá trở nên thịnh vượng giờ này, trở nên đột phá giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trỗi dậy trong danh Giêsu quyền năng. Mọi những gì hư, những gì hư tổn, những gì yếu đuối trỗi dậy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Con cảm ơn Ngài lạy Chúa. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Ô, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi chiếu ánh sáng của thiên đàng Chúa Giêsu trên anh chị em. Tôi phủ anh chị em bởi huyết của Ngài. Tôi phủ anh chị em bởi huyết của Ngài, huyết của sự sống, huyết của sự bảo vệ, huyết của sự biện hộ trên anh chị em giờ này. Mọi linh hồn, tôi nói mọi linh hồn, hãy chú ý lời tôi nói mọi linh hồn, không trừ một linh hồn nào đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Hãy được mạnh mẽ và đầy dẫy thần linh của Đức Chúa Trời. Hãy được chữa lành và đầy dẫy thần linh của Đức Chúa Trời. Hãy được trỗi dậy và đầy dẫy thần linh của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu Christ. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. In Jesus mighty name. Lạy Chúa, hãy can thiệp vào mọi hoàn cảnh của anh chị em con. In Jesus mighty name. Amen. Cảm ơn Ngài. Ok, cảm ơn Chúa thật là nhiều vì buổi tối hôm nay. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến toàn thể ông bà anh chị em đang bỏ thời giờ để kết nối vào Hội Thánh và học bài học buổi tối hôm nay. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em một cách dư dật, đầy dẫy và không thiếu thốn một chút nào trong ân điển của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài. Buổi tối hôm nay trước khi học bài học, anh chị em giúp tôi một việc. Hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình và trên tất cả những nhóm nào mà anh chị em có thể chia sẻ. Anh em thấy rồi đó, Chủ nhật vừa rồi phải không ạ? Một bà cụ nằm liệt một năm trời, không đi đứng gì được, nhưng mà khi nghe bài giảng thì sao ạ? Nghe bài giảng trỗi dậy đứng đi thì bà trỗi dậy đứng đi. Sự chia sẻ của anh chị em chính là góp phần làm cho đất này đầy dẫy lòng thương xót và sự chữa lành của Chúa. Tôi tin xác với một điều, trong thời gian cuối cùng, thời kỳ cuối cùng này, Chúa sẽ sử dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Chúa sẽ sử dụng những mạng xã hội đó để rao giảng phúc âm khắp đất. Và mỗi một con người đều có cơ hội, dù ở bất cứ góc trời nào, đều có cơ hội để được lắng nghe phúc âm và họ được chữa lành, được cứu rỗi, được giải quyết vấn đề và họ được biết Chúa. Quan trọng hơn nữa là khi họ biết Chúa thì linh hồn họ được sống và thoát khỏi hỏa ngục. Anh chị em ơi, hãy giúp tôi, em ạ, chia sẻ càng nhiều càng tốt. Tôi nói đừng giới hạn cái sự này, chia sẻ càng nhiều càng tốt để cho nhiều phép lạ được xảy ra và Đức Chúa Trời của chúng ta được vinh hiển, nhiều linh hồn được cứu, vương quốc Chúa mở rộng, vương quốc Satan bị thu hẹp lại và những điều tồi tệ bậy bạ trên mạng xã hội bắt đầu bị giảm bớt, không còn những cái chuyện cái trò lố lăng ở trên đó nữa. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải cầu nguyện chiến đấu mỗi ngày. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em vì hành động này. Cảm ơn Ngài. Và tôi nhắc lại, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài học thứ 3 trong loạt bài Cách cầu nguyện chữa lành người bệnh. Bài thứ 3 này mang tên Sự chữa lành và một đời sống sung mãn hay một linh hồn thịnh vượng. Chúng ta sẽ xem xét qua cái điều đó một chút, anh chị em. Khi chúng ta nói về cái sự chữa lành và một đời sống thịnh vượng, chúng ta không khỏi không nhắc đến cái sự kiện siêu nhiên của 2 triệu dân Do Thái khi họ ra khỏi Ai Cập, và họ được Đức Chúa Trời dẫn trong sa mạc 40 năm. Trong 40 năm đó thì rất nhiều những cái thăng trầm, rất nhiều những sự kiện đáng chú ý, đáng học hỏi. Nhưng mà liên quan đến bài học buổi tối hôm nay, tôi muốn anh chị em nhớ đến cái sự kiện trong 40 năm đó đó. Kinh Thánh ghi là sao ạ? Chân họ không phù, quần áo họ không rách, họ không có bệnh tật gì hết á. Em thấy họ không có bệnh tật gì đó. Đây là một cái vấn đề mà khiến cho chúng ta cũng là con dân của Chúa, cũng là con cái của Ngài, người được lựa chọn của Ngài phải suy nghĩ khi chúng ta muốn có một đời sống khỏe mạnh và thịnh vượng đúng nghĩa, không ạ? Chúng ta phải suy nghĩ về điều này. Tại sao mình phải suy nghĩ? Bởi vì Đức Chúa Trời làm được điều đó trong quá khứ, Ngài làm được điều đó cho dân Ngài, thì chắc chắn hơn thế nữa, Ngài cũng làm cho chúng ta hôm nay là cũng con cái của Ngài. Và đặc biệt là chúng ta đang ở trong một giao ước tốt hơn trong cái giao ước mà họ ở năm xưa. Hebrew nói như vậy. Hebrew nói chúng ta đang ở trong một giao ước tốt hơn, có lời hứa tốt hơn, chúng ta đang ở dưới ân điển. Thì rõ ràng một đời sống khỏe mạnh và thịnh vượng mọi bề trên đời sống chúng ta, kèm theo đó là gì? Chữa lành về hồn, về linh, về xác, là một điều đương nhiên phải có. Chúng ta không chấp nhận bất cứ một thứ gì tệ hơn so với đời sống của những người ở dưới giao ước cũ. Anh chị em có công nhận không ạ? Đây là cái chỗ mà chúng ta phải suy nghĩ, phải không? Phải suy nghĩ đó. Cho nên hôm nay đó, chúng ta nói đến cái chủ đề đó là sự chữa lành thân thể này, và một cái đời sống sung mãn, nghĩa là trong cái cái nội tâm trong cái đời sống tinh thần nó sung mãn, nó có liên hệ gì với nhau, nó có liên hệ gì với nhau. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải học hiểu để chúng ta có thể giúp mình và rồi giúp người khác một cách hiệu quả hơn, đó. Đó. Ngày hôm nay đó, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà tội lỗi như một cái quả bóng đã phình lên đến mức tối đa. Thời xưa đó thì tội lỗi nó phình đến mức tối đa và Chúa đã hủy diệt thế giới này một lần trong cơn đại hồng thủy. Và ngày nay thì kể từ cơn đại hồng thủy đến ngày hôm nay, tội lỗi đã phình lên như một quả bóng tối đa. Và tội lỗi đã gây thiệt hại mọi thứ và mọi người khi tiếp xúc với nó. Không ạ? Chúng ta nhìn ra thế giới này, chúng ta thấy đó, tội lỗi, nghiện ngập, rồi những cái vấn đề suy đồi về đạo đức, những cái vấn đề mà con người ta sống mà không biết Đức Chúa Trời đó, nó đã dẫn rất là nhiều người đến cái tình trạng hủy hoại thân thể, hủy hoại sức khỏe và một cái đời sống chất lượng đi xuống vô cùng trầm trọng vì có tội lỗi đó. Cái lối sống mà nó luôn tuồn, nó luôn kéo đến một cái sự tồi tệ về sức khỏe như một kết quả cần phải bị gặt lấy, gieo gì thì gặt lấy, anh chị em ha. Cho nên dĩ nhiên khi chúng ta nhìn ra thế giới, chúng ta rất là đau buồn khi chứng kiến những cái cảnh như vậy. Nhưng mà con người đó thì người ta dường như chưa nhận ra rằng giữa cái sức khỏe của họ với cái đời sống tội lỗi nó có liên quan gì không. Chưa nhận ra. Người ta chỉ cố gắng tìm cách chữa bệnh cái phần ngọn thôi. Người ta ít khi nào mà người ta đề cập đến những cái mầm móng để gây lên căn bệnh đó. Anh chị em thử thì sẽ thấy à. Ví dụ bây giờ anh chị em bệnh bao tử, hay là bệnh về gan, hay là bệnh về tai mũi họng, hay bệnh mãn tính gì đó, anh chị em đến bác sĩ Tây y, họ thăm khám, họ chụp chiếu, họ lấy tiền, họ cho toa và về uống thuốc. Rất ít những vị bác sĩ hỏi han về đời sống tinh thần của anh chị em. Rất ít vị hỏi han về cái lối sống của anh chị em. Rất ít vị hỏi. Anh em thử đi sẽ biết. Cho nên ngày hôm nay đó, con người ta cố gắng xử lý cái triệu chứng, xử lý cái phần ngọn, xử lý cái phần bề nổi, nhưng mà quên mất cái phần chìm bên dưới trong cái đời sống con người. Tôi nói điều đó, anh chị em hiểu ý phải không? Nó liên quan đến cái lối sống. Mà lối sống của con người ngày nay nếu không có Chúa đó, hoặc là một số anh chị em có Chúa nhưng mà sống vẫn đời sống xác thịt đó, thì nó tràn ngập những cái tội lỗi ở bên dưới. Những cái lối sống hung bạo, những lối sống tham lam, những lối sống giận hờn, những lối sống cay đắng, những lối sống nghiện ngập, những lối sống luông tuồng. Những lối sống đó nó hủy hoại sức khỏe thể lý, hủy hoại tâm trí, hủy hoại cảm xúc, hủy hoại tâm hồn của con người, mang đến sự tàn phá cho đời sống con người. Đem tất cả sự tàn phá đó vào từng gia đình, vào từng cộng đồng và từng thành phố. Và nó đem lại những cái suy đồi vĩnh viễn cho cái dòng tộc, dòng giống của con người nói chung, xuyên thế hệ luôn, anh chị em thấy không ạ? Cho nên ở một khía cạnh nào đó, cái ngành tâm lý học á, những bác sĩ tâm lý học chứ không phải bác sĩ bình thường, thì họ cũng nhận ra, lờ mờ nhận ra và họ tập trung nhiều hơn vào cái mối liên hệ giữa bệnh tật và những cái vấn đề nội tại bên trong con người, như là cay đắng, tức giận, hận thù, ghen tị, nổi sung, nổi cáu, tham lam, tham dục, tất cả những thứ đó. Nhưng mà chỉ riêng cái giới về bác sĩ tâm lý thôi thì họ mới để ý đến điều này, không ạ? Anh chị em thấy. Và họ thống kê được rằng 85% tất cả các bệnh tật đều bắt nguồn từ cái lối sống, cái lối suy nghĩ của người ta. Anh em thấy ghê gớm không? 85% bệnh tật về thể lý có liên quan đến cái đời sống tinh thần của họ. Đây không phải là cái sự mà mình tưởng tượng ra đâu. Đây là một cái thống kê nghiêm chỉnh nha. Nghĩa là cái đời sống tư tưởng không lành mạnh, cái đời sống suy nghĩ, cái đời sống tinh thần không lành mạnh nó kéo theo một cái đời sống rất yếu đuối về thể lý của con người. Đây, đây là cái chỗ mà chúng ta cần lưu ý. Mặc dù á, mình nhìn thấy rằng rõ ràng là chúng ta không có ai hít sự ghen tị, ăn sự giận hờn, ăn sự cay đắng vào trong người cả, không ai thấy, nó vô hình, không ạ? Không ai cả. Nhưng mà thật sự những cái thứ đó nó đầu độc cuộc sống của con người, nó đầu độc đời sống tinh thần của con người, còn tàn bạo hơn tất cả những gì mà mình thấy ngày hôm nay, ví dụ như là thực phẩm bẩn, rồi những cái vấn đề về thể chất còn kinh khủng hơn. Nó liên quan đến cái điều đó, thấy không ạ? Cho nên ở những cái nơi dịch vụ chữa bệnh, tư vấn về tâm lý ở bên người ngoài đó, thì họ vẫn có được những kiến thức cơ bản đó dựa vào Kinh Thánh. Ví dụ như một người đến và họ tư vấn một hồi, họ khai thác một hồi là cảm thấy đang cuộc sống cay đắng, gia đình đổ vỡ, hận chồng, hận vợ, hận cha, hận mẹ, hận anh em vân vân, thì họ luôn khuyên là hãy tha thứ. Đây là kiến thức cơ bản, kiến thức cơ bản mà những người đó họ đã nhìn ra vấn đề, và anh chị em nhìn thấy, vì vậy cho nên là đối với người tin Chúa đó anh chị em, cái sự không tha thứ là cái nguyên nhân lớn nhất dẫn đến phiền não, và cái điều này Kinh Thánh nói rất rõ ràng rồi. Trong Ma-thơ chương 6 câu 15, nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Anh em thấy không ạ? Sự không tha thứ này nó bao gồm một cái điều gì đó có thể xảy ra trong đời sống anh chị em kể từ khi anh chị em được lọt khỏi lòng mẹ, có ý thức trong cuộc đời này, và rồi qua những sự va chạm, không ạ, có thể trong người thân, trong gia đình. Lúc nhỏ anh chị em có thể bị hà hiếp, bị lạm dụng, bị ruồng bỏ. Lúc nhỏ anh chị em có thể bị một cái tai nạn nào đó, hoặc là lớn lên khi đến trường cũng có thể bị một cái sự chà đạp nào đó từ bạn bè, trong trường, trong lớp, nơi thầy cô giáo. Rồi khi lớn lên đi làm, có thể anh chị em va chạm một gì đó nơi đồng nghiệp. Khi lập gia đình thì có thể có một xung khắc nào đó trong đời sống vợ chồng, vân vân vân. Và tất cả những sự đó có thể nó sẽ đem đến một cái sự uất hận ở trong lòng, nó nung nấu bên trong. Cái vết thương này nó không dễ dàng chữa lành. Ví dụ với vết thương ngoài da, anh chị em có thể đắp thuốc nó hết, nhưng mà người ta nói cái vết thương ở trong lòng nó không tự nhiên nó hết. Người đời nói rằng là thời gian chữa lành tất cả, nhưng mà tôi cho rằng đây là câu nói dối, gọi là nói dối kinh khủng nhất của thời đại. Thời gian không chữa lành, không chữa lành tất cả đâu. Thời gian chỉ khỏa lấp thôi, nó che lại thôi, nhưng mà nó vẫn mưng mủ bên trong, nó vẫn âm thầm hủy hoại bên trong, tạo ra những phiền não bên trong, tạo ra những tàn phá âm thầm bên trong, anh chị em. Nên và kéo theo cái đời sống của những cái linh hồn tổn thương đó, nó kéo theo những thứ khác nữa: lo lắng, hối hận, tức giận, thù hận, không tha thứ, ghen tị. Tất cả những sự đó, Kinh Thánh đều gọi là gì vậy? Những kẻ giết người thầm lặng. Anh chị em có nhớ một câu Kinh Thánh Chúa nói không ạ? Nếu người ghét anh em ngươi thì ngươi là kẻ giết người. Nhưng đôi khi chúng ta lại rất là xem nhẹ cái chuyện mình ghét một ai đó, mình thù một ai đó, mình lầm bầm một ai đó, mình oán hận một ai đó, mình lên án một ai đó. Mình rất là coi thường cái chuyện đấy. Mình coi ôi chuyện bình thường, tôi chỉ suy nghĩ, tôi chỉ nói không ạ. Nhưng không phải đâu anh chị. Về phương diện tâm linh, Kinh Thánh nói rằng nếu ngươi thù, ngươi hận, ngươi ghét, ngươi không tha thứ một người nào, ngươi là kẻ giết người. Anh em ghi nhớ điều đó, giết người. Và chúng là chất là những cái thứ đó đó, là những cái chất ăn mòn hệ thống miễn dịch của anh chị. Nó ăn mòn hệ thống miễn dịch. Anh chị em biết rồi phải không ạ? Mỗi một con người chúng ta được Chúa tạo ra có một cái hệ thống miễn dịch. Cái hệ thống miễn dịch này nó khiến chúng ta khỏe mạnh. Chúng ta miễn dịch với bệnh cúm, chúng ta miễn dịch với bệnh siêu vi B, chúng ta miễn dịch với bệnh cảm, chúng ta miễn dịch với bệnh tim, chúng ta miễn dịch với bệnh này bệnh nọ. Rất là nhiều bệnh chúng ta miễn dịch. Bởi vì sao? Chúng ta có một cái hệ thống huyết thanh nó chống lại những cái sự đó. Nhưng mà tao nói với anh chị em này, khi người ta nghiên cứu, người ta thấy trên những con người lo lắng, hối hận, tức giận, thù hằn, không tha thứ, sống trong lo âu, phiền não, người ta thấy cái hệ thống miễn dịch của người đó bị xuống thấp, rất thấp, và bị ăn mòn, bị yếu đuối vô cùng, và khiến cho con người đó phải đối mặt với rất nhiều loại đau yếu về thể chất. Anh em thấy không? Cái này là một cái mà chúng ta đáng suy nghĩ. Đáng suy nghĩ để hiểu vì sao Đức Chúa Trời nói với chúng ta phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Tại sao Đức Chúa Trời nói chúng ta phải tha thứ ngay lập tức? Tại sao Chúa Giêsu nói với chúng ta là phải tha thứ 70 lần 7? Nó có lý do. Cái điều đó không phải nó gây khó cho chúng ta, mà nó đem lại cái ích lợi mà chúng ta không biết được khi mà mình nhìn con mắt bình thường. Nhưng mà dưới cái ánh sáng của lời Chúa, dưới cái cách nhìn tâm linh, thì đây là một cái lời khuyên rất là bổ ích cho chúng ta. Anh chị em có Kinh Thánh đọc dùm tôi trong Thi Thiên 31 câu số 10 chép như thế này. Anh chị em chú ý nghe lời này, tôi đọc anh chị em nghe ha. Mạng sống của tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi sút kém tài thở than. Vì cớ tội ác tôi, sức mạnh tôi mỏng yếu và xương cốt tôi tiêu tàn. Anh chị em thấy không ạ? Thi Thiên 31 câu 10. Tôi đọc lại lần nữa, anh chị em lắng nghe điều này. Nó có liên hệ gì? Liên hệ gì đến sức khỏe chúng ta? Cái đời sống tinh thần sung mãn nó có liên hệ gì với đời sống khỏe mạnh về thể chất của chúng ta? Và cái đời sống tinh thần tồi tệ của chúng ta nó có liên hệ gì với cái đời sống thể chất yếu đuối của chúng ta? Chúng ta hãy nghe câu Kinh Thánh này một lần nữa. Mạng sống tôi tiêu hao vì cớ buồn bực, các năm tôi sút kém, tức là tuổi thọ đó, sút kém tại thở than, đúng không ạ? Vì cớ tội ác tôi mà sức mạnh tôi mọn yếu, anh em thấy chưa, và xương cốt tôi tiêu tàn. Rồi anh em học gì từ câu Kinh Thánh này? Khi buồn bực nó làm cho sự sống bị tiêu hao. Lẽ ra chúng ta đầy tràn sức sống, nhưng mà vì buồn rầu á là mình hao hết đấy. Hao giống như là lẽ ra tôi có một đống tiền, nhưng mà vì chuyện nào chuyện kia tôi phải tiêu hết. Hao mòn hết, hao mòn tài sản về những cái thứ không đâu. Anh em thấy không ạ? Thì sức sống, mạng sống của anh em bị tiêu hao vì có cái sự buồn rầu. Rồi tuổi thọ của chúng ta bị kém đi. Lẽ ra mình sống được 80, 90, 100, nhưng mà vì những sự thở than, buồn rầu, tiêu cực ở trong lòng, suốt ngày cứ than thân trách phận, thì mình còn cả 50 à, mình còn đôi khi 45 à, là đi rồi. Không phải vì là cái số mạng tôi nó như thế. Có người nói ồ, cái số tôi nó thế rồi, đến đó tôi chết rồi, cha mẹ tôi cũng đến đó chết, bây giờ tôi cũng đến đó chết, ông nội tôi là cũng 50, 60 chết, bây giờ tôi cũng chúng ta chết. Không phải, chúng ta chết, tuổi thọ chúng ta chết sớm là bởi vì những cái sự than thở buồn rầu ở trong tâm lòng. Kinh Thánh nói thế mà, anh chị em thấy không ạ? Rồi vì cớ tội ác, tội ác tức là tội lỗi đó, tôi làm ác, tôi sống tham lam, tôi sống ích kỷ, tôi sống không chân thành, tôi sống luông tuồng, tôi sống giết người, tôi sống hận thù, làm ác mà. Thì sao ạ? Sức mạnh tôi nó mọn yếu, không còn sức, và xương cốt tiêu tàn. Xương cốt là nói về cái cốt của con người, cái sức mạnh con người tiêu tàn. Anh chị em để ý ha. Như vậy thì chúng ta không khó để nhìn thấy được cái sự liên hệ giữa đời sống tinh thần và đời sống thể chất qua cái câu Kinh Thánh này. Anh chị em thấy không ạ? Không khó để chúng ta thấy được cái liên hệ đó, cái mối liên hệ mật thiết giữa một đời sống tinh thần lành mạnh và một đời sống thể chất lành mạnh. Không khó để nhìn thấy. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên tội lỗi đó nói chung nó hủy hoại cái sức khỏe tinh thần, ý chí, thể chất của chúng ta. Tội lỗi nó hủy hoại hết luôn tất cả mọi thứ, và nó mở cửa cho rất là nhiều những cái vấn đề khác bước vào đời sống của chúng ta. Khi chúng ta không hiểu được lẽ thật này, chúng ta chỉ theo cái trào lưu của thế giới này, đúng không ạ? Chúng ta thấy có bệnh là cứ đi chữa, có bệnh là mua thuốc về uống. Nhưng mà đó chỉ là phần ngọn thôi. Tôi nói với anh chị, chỉ là phần ngọn. Muốn giải quyết tận gốc đó, chúng ta phải bắt đầu ngồi rà soát đời sống tinh thần của mình. Chúng ta vướng chỗ nào? Chúng ta có hận thù ai không? Chúng ta có bực tức ai không? Trong quá khứ mình có điều gì mở cửa cho những cái điều như là buồn bực, gian ác, rồi thở than buồn phiền không? Tất cả những sự đó đã bước vào đời sống của tôi và tàn phá thân thể tôi, tàn phá tim, phổi, gan, lục phủ, ngũ tạng của tôi. Đó, anh em thấy không? Cho nên chúng ta là người có đức tin, chúng ta đừng giống như người bên ngoài kia. Chúng ta đừng chỉ để ý đến cái ngọn mà không để ý đến cái gốc. Đừng chỉ để ý đến đời sống thể chất mà lại không đào bới tìm kiếm những cái chiều sâu, những cái vấn đề sâu hơn trong đời sống tinh thần của mình, phải không ạ? Cho nên ở đó đó chúng ta cần phải chú ý ha. Chú ý. Nhưng tôi và bạn chị em là những người được tái sanh, là những người được Chúa kêu gọi, là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa, là những người được Chúa ban Thánh Linh, ban lời hằng sống của Ngài, thì có một lời hứa. Có một lời hứa trong Ê-sai chương 35 câu 10, không ạ? Những kẻ Đức Giê-va đã chuộc về sẽ ca hát mà đến Si-ôn, sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ và sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Anh em nhớ ha, Ê-sai chương 35 câu 10. Đây là lời hứa dành cho chúng ta, là những người mà được Chúa chuộc về. Những người đó sẽ ca hát, sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu chúng ta, và sự buồn rầu, than vãn, buồn bực nó mất, nó trốn đi mất. Anh chị em để ý sẽ thấy, cái ngày mà anh chị em quay trở lại tin nhận Chúa và được tái sanh, anh chị em sẽ nói tôi vui mà không biết vì sao tôi vui, không ạ? Tôi bình an mà không hiểu vì sao tôi bình an. Đây là phép lạ, đây là ân điển, đây là lời hứa siêu nhiên. Tại sao Ngài làm điều đó anh chị em biết không? Ngài chuẩn bị cho chúng ta một đời sống không bệnh tật. Anh em hiểu ý không ạ? Đức Chúa Trời muốn chuẩn bị cho chúng ta một đời sống không bệnh tật. Ngài muốn chuẩn bị cho chúng ta một đời sống có thể được chữa lành về thể chất một cách siêu nhiên. Ngài chuẩn bị cho chúng ta một đời sống có một sức khỏe thiên thượng siêu nhiên. Ngài muốn chuẩn bị cho dân Ngài một cái sự khác biệt so với mọi dân khác, so với những người khác trong xã hội này. Cho nên Chúa mới bắt đầu đem sự vui mừng dán trên đầu chúng ta, không ạ? Đem sự vui vẻ để vào lòng chúng ta, đem sự bình an cho ngự vào tấm lòng chúng ta. Ngài biến đổi cái gốc trước. Anh em hiểu không? Ngài biến đổi cái gốc rễ của vấn đề trước, và sau đó Ngài mới nói trong lời Ngài, Ngài mới giảng trong lời Ngài về cái cách thức để chúng ta có thể sống một đời sống không bệnh tật, đời sống thịnh vượng thực sự cả linh hồn thể chất. Nó đi từ cái gốc. Gốc rễ của chúng ta nằm ở sự tái sanh, nằm ở sự cứu chuộc, nằm ở lời hứa của Đức Chúa Trời, rằng Ngài hứa Ngài đem sự bình an, Ngài đem sự vui mừng, Ngài đem sự thánh sạch đến cho tấm lòng chúng ta. Ngài cất bỏ tội lỗi ra khỏi chúng ta. Ngài đem những tấm lòng bằng đá ra khỏi chúng ta, thay vào đó là tấm lòng kết nối với Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa, vui mừng, tha thứ, yêu thương và có lòng trắc ẩn. Đây là cái gốc của một đời sống không tật bệnh. Đây là cái gốc của một đời sống được chữa lành mà trọn vẹn, anh chị em ha. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý, hết sức lưu ý, hết sức lưu ý để chúng ta được phước của Chúa. Rồi bây giờ chúng ta nói một chút về những cái điều mà nó liên quan đến cái đời sống tinh thần và đời sống thể chất, những cái điều mà cái cơ thể chúng ta nó báo hiệu, Anh chị biết không, cái bệnh tật trên thân thể chúng ta đó, mình có thể nói nôm na là nó là cái thể hiện bề ngoài của một cái nội tại bất ổn bên trong, không ạ? Hiểu không ạ? Ví dụ như anh chị em bị một cơn đau đại tràng, anh chị em bị một cơn đau dạ dày, anh chị em bị một cơn đau đầu hành hạ, thì xác suất rất cao là có một sự bất ổn bên trong đời sống tinh thần của anh chị em. Có một sự bất ổn bên trong, phần lớn nó là như vậy. Dĩ nhiên ở đây tôi không nói là 100%, vì có thể anh chị em uống quá nhiều cà phê, anh chị em đau dạ dày, có thể. Anh chị em thức khuya, quá thức khuya, anh chị em đau đầu, có thể. Không, anh chị em làm việc quá năng nhọc, anh chị em sẽ đau cơ, đau vai. Chuyện đó là có thể. Nhưng mà nếu như anh chị em đang bị một cái chứng đau dạ dày mãn tính, đau đầu mãn tính, đau đại tràng mãn tính, tức là nó cứ tái đi tái lại không rõ nguyên nhân, thì phần lớn đó coi chừng đây là cái biểu lộ của cơ thể bên ngoài của cái vấn đề bên trong. Của vấn đề bên trong. Nếu anh em lo lắng quá nhiều, anh em có thể sinh ra đau dạ dày. Đây là cái mối liên hệ rất là rõ, không ạ? Lo lắng quá nhiều nó sẽ đau bao tử. Đây là cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên ở đây đó, tôi muốn nói với anh chị em rằng chúng ta hãy chú ý đến cái chỗ là gì. Nếu như trên đời sống chúng ta có một linh phiền não, có một linh lo lắng, có một linh tức giận, có một linh không tha thứ, có một linh của cái sự trói buộc nào đó về mặt tinh thần, thì tà linh đó nó có thể lộng hành bên trong và nó làm cho cơ thể anh em bệnh tật. Và bệnh tật ra bên ngoài là dấu hiệu của vấn đề bất ổn của đời sống tinh thần bên trong. Ý tôi muốn nói là khi anh em bị bệnh, mà nếu bệnh đó không phải vì do tai nạn, không phải vì do cái điều kiện môi trường, không phải vì do anh em bất cẩn, ăn uống đồ không tốt, mà rồi đời sống không tiết độ một chút nó gây ra, thì anh em phải nghĩ ngay đến cái vấn đề về đời sống tinh thần của anh chị, cái đời sống tâm linh của anh chị, xem thử anh chị em có cái điều gì đó bất ổn hay không. Cái này cũng có thể áp dụng khi anh chị em thực hành cầu nguyện chữa lành cho người khác. Anh em hiểu ý tôi muốn nói mà. Khi anh em đến và tư vấn với một người bị bệnh và cần anh chị em cầu nguyện, người đó nói là anh chị ơi, tôi bị bệnh đại tràng, tôi bị bệnh đau bao tử mà bác sĩ nói nó mãn tính, nó cứ lặp đi lặp lại. Tôi bị một cơn đau đầu, lúc nào nó cũng đau, và trong cái tôi uống thuốc thì nó hết, mà hết thuốc thì nó lại tái lại. Khi người ta nói như vậy, anh chị em cần phải chuyển hướng ngay đến cái vấn đề là gì. Không phải tập trung vào chữa lành cái đó. Cái đó chỉ là biểu hiện bề ngoài của một đời sống tinh thần bất ổn bên trong. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Anh chị em phải tư vấn người ta, rà soát người ta, điều tra về những cái vấn đề của anh chị em mình, xem thử trong cuộc sống người đó có vấn đề gì về tinh thần hay không. Trong gia đình, đối xử với vợ, với chồng có vấn đề gì bất ổn không? Đời sống hôn nhân của họ có êm ấm không? Họ có cãi vã trong hôn nhân không? Họ có đang phải trải qua vấn đề ly hôn ly dị không? Đang trải qua vấn đề tranh chấp về tài sản con cái hay không? Tất cả những điều đó anh em phải tìm hiểu. Và đôi khi qua những cái sự tìm hiểu này, anh em bắt đầu điều chỉnh để cho nó có một cái sự thịnh vượng sung mãn về tinh thần trước khi chúng ta cầu nguyện chữa lành. Giải cứu về mặt tâm linh, giải cứu về mặt linh hồn trước khi cầu nguyện chữa lành về mặt thân thể. Thân thể chỉ là cái cuối cùng. Anh em hiểu ý phải không ạ? Tâm linh, đến linh hồn và đến thân thể. Thân thể là cái lớp vỏ ngoài cùng, chúng ta giải quyết cuối cùng. Giải quyết cuối cùng. Nhưng hãy chú ý đến cái vấn đề bên trong anh chị em ha. Đây là vấn đề rất là tuyệt vời mà chúng ta cần phải thấy. Còn một điểm nữa đó, một điểm nữa ở đây tôi muốn nhắc đến với anh chị em về đời sống của đời sống tinh thần là đôi khi đó nha, không phải là mình bị xích mích với người nọ người kia hay là có cái sự xung đột gì ở trong cuộc sống, mà đôi khi đó, một con người cũng có thể gây bệnh cho mình bằng cái tư tưởng của mình. Ý tôi muốn nói gì đây? Ví dụ chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà người ta quá đề cao cái thành tích. Ví dụ như thành tích học tập đi, rất là đề cao. Con cái của mình đi về chỉ nhận được lời khen khi con của mình có điểm 9, điểm 10. Còn con của mình mà điểm 6, điểm 7 là bắt đầu chê bai các kiểu. Ví dụ thế, không ạ? Thì con của mình tự động nó sẽ lên một cái phản xạ ở trong tâm hồn là gì? Tôi chỉ là người tốt, tôi chỉ là người có ích, tôi chỉ là người hữu dụng, khi tôi đạt điểm 9, điểm 10. Còn nếu tôi điểm 5, điểm 6, điểm 3, tôi là người vô dụng. Và vô tình chung cái văn hóa đó nó tạo lên một cái lối sống là tự phán xét bản thân. Anh chị em hiểu ý mà, tự phán xét bản thân, kể cả con cái Chúa luôn, tự phán xét bản thân. Nhiều hội thánh đã đặt ra một cái tiêu chí, là người hầu việc Chúa, người sốc sắn, người có Chúa là phải thế này nè, phải đi nhóm một tuần gọi là 5 buổi, không được bỏ buổi nhóm tế bào nào. Chủ nhật nhóm, thứ hai nhóm, thứ tư nhóm, thứ ba nhóm. Và người đó mới là người thực sự là người có Thánh Linh, người đó mới là người thực sự thuộc về Chúa, người đó là người thốt sắn, đáng khen, đáng ngợi. Và vô tình chúng ta tạo ra một cái lối sống theo cái khuôn đề ra. Và những con người ở trong cái khuôn văn hóa đó, họ sẽ bắt đầu tự lên án mình nếu mình không đạt được cái chuẩn. Tôi gọi đó là tự lên án. Và cái sự mà tự lên án đó, tự khiển trách mình đó, tự chê bai mình đó, ôi tôi là người quá tồi tệ, ôi tôi không sốt sắng hầu việc Chúa rồi, tôi không phải là người học trò giỏi rồi, tôi không phải là người con ngon trong gia đình rồi, tôi không đáp ứng yêu cầu của cha mẹ, tôi không đáp ứng yêu cầu của mục sư truyền đạo trong hội thánh rồi, tôi rất là tồi tệ rồi. Cái sự tự lên án này nó mời một cái linh phiền não đến trong cơ thể của chúng ta. Anh chị em hiểu ý không? Nó mời một linh phiền não đến trong cơ thể chúng ta, và lâu dần nó sinh bệnh. Cho nên ở đây cũng là một cái chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý khi đi tư vấn cầu nguyện cho những người anh chị em của chúng ta trong đức tin. Anh chị em phải hỏi xem cái bệnh tật đó có liên quan gì đến cái linh phiền não, thành tích tôn giáo ở trong cái hệ thống của anh chị em mình hay không. Thưa anh chị em yêu quý của tôi nè, Chúa kêu chúng ta đến để vui hưởng mối quan hệ với Ngài. Chúa tạo dựng Adam Eva, đặt ông bà Adam Eva trong một cái vườn, mà cái vườn đó có đầy đủ mọi sự để họ vui hưởng tương giao với Chúa. Đức Chúa Trời không chê họ khi họ ngủ thêm một ngày. Đức Chúa Trời cũng không có nói rằng ngươi không làm điều này ta sẽ trừng phạt, ngươi không làm điều kia ta sẽ trừng phạt, nếu ngươi không có thức đủ 12 giờ một ngày ta sẽ trừng phạt ngươi. Không có đâu anh chị em nha, hoàn toàn không. Anh chị em hãy chú ý điều đó, hết sức chú ý điều đó cho tôi. Cho nên cuộc sống của chúng ta là cuộc sống được Đức Chúa Trời mời đến trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, trong mối quan hệ mật thiết, tương giao, yêu thương, lành mạnh, vui mừng, bình an, vui thỏa giữa một người cha với một người con là Đức Chúa Trời, chứ không có bao giờ mà ép con người ta bước vào cái cảnh là tự lên án chính mình. Tự lên án. Đừng bao giờ nghĩ Đức Chúa Trời chỉ là một người cha luôn giận dữ và chuẩn bị trừng phạt nếu chúng ta không đáp ứng điều này, đáp ứng điều kia. Đây là cái chỗ mà mời gọi linh phiền não đến. Nhiều người trong cái lĩnh vực này đã xa vào những cái tư tưởng như thế. Ô, nếu tôi không đáp ứng Chúa sẽ trừng phạt tôi, thế này thế nào. Và nó gây lên một cái áp lực bên trong, và cái điều đó cũng đem lại bệnh tật. Tôi gọi đây là sự tự phán xét, tự lên án chính mình, chứ không cần gì người khác. Anh chị em hãy hết sức chú ý điều này trên đời sống của anh chị em. Đây rất là cần thiết nha anh chị em. Và mình làm gì nếu mình gặp những trường hợp như vậy? Mình sẽ làm gì nếu bản thân mình hoặc anh em mình, những người đến cầu nguyện, mình cầu nguyện giúp đỡ, gặp phải những trường hợp như vậy? Anh chị em ạ, xưng tội ra. Mình giả vờ mọi cái bình an không giải quyết vấn đề, hoặc là mình nín lặng để mình giữ trong người không giải quyết vấn đề, hoặc là mình giả vờ mình nói mọi cái bình thường mà không giải quyết vấn đề. Vấn đề là ở chỗ ta xưng tội. Xưng tội có nghĩa là tôi đồng ý rằng tôi đã phạm sai lầm, xưng tội mình ra. Tôi đã giận người này, giận người kia, tôi đã tự lên án mình, tự phán xét mình, mà tôi đã làm cho cuộc sống của tôi tồi tệ và bây giờ thân thể tôi bệnh tật, không ạ? Giả vờ rằng mọi sự đều tốt, khi mà nó không tốt thì không có một tác động tích cực nào trên sức khỏe chúng ta đâu, không ạ? Phải xưng ra, nói một cách thành thật và từ bỏ điều đó, Ví dụ như trong Thi Thiên 32 câu 3 chép ra: khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày. Anh em thấy không ạ? Khi mình nín lặng thì sao ạ? Các xương cốt bị tiêu tàn và bị rên xiết trọn ngày. Cho nên đừng giấu tội, đừng chê đậy, hãy xưng ra trước mặt Chúa. Hãy nói trước mặt Chúa, hãy nói rằng Chúa ơi, con phạm sai lầm rồi. Lẽ ra con phải sống trong bình an, con phải sống trong yêu thương. Lẽ ra con phải nhìn nhận cha là một người cha nhân từ, mà bây giờ con đã nhìn nhận là cha như một người cha trừng phạt. Hãy xưng tội mình, xưng tội. Xưng ra, cha ơi, con đã phạm sai lầm khi con giữ sự phiền não đó trong gia đình con để khiến cho thân thể con bệnh tật. Chúa ơi, con quyết định tha thứ cho người này, con quyết định bỏ qua mọi điều. Xưng tội anh chị em nhé, xưng ra miệng một cách chân thành nhé, thì điều đó sẽ khiến cho sức khỏe thể chất của mình được cải thiện. Chúng ta hãy chú ý điều này. Tội lỗi kín dấu sẽ tàn phá chúng ta. Chúng giống như giữ liều thuốc độc ở trong người cho đến khi toàn cơ thể mình bị nhiễm độc. Đừng giấu tội lỗi, đừng ấp ủ những phiền não, đừng ngủ chung với những buồn rầu, đừng ngủ chung với những sự bất an, đừng ngủ chung với những sự tự lên án, tự hành hạ mình. Đừng ngủ chung với những điều đó, nó sẽ gây cho anh chị em trầm cảm, rồi trầm cảm sinh ra bệnh tật. Xưng ra, bỏ đi, hãy vui mừng với Chúa. Hãy vui mừng với Chúa. Chúa là đấng đã hứa với chúng ta đó, Ê-sai chương 35 câu 10 phải không ạ? Sự vui mừng sẽ ở trên đầu chúng ta, sự bình an khác lạ sẽ ở trên đời sống chúng ta khi chúng ta xưng những điều đã ra, bỏ nó đi. Đấy. Cho nên sự xưng tội sâu sắc và trọn vẹn là một trong những phần thiết yếu nhất để chúng ta có một lối sống lành mạnh. Sự xưng tội rất là quan trọng thưa anh bạn chị, xưng ra trước mặt Chúa, giúp chúng ta sẽ có một cái đời sống đó. Chúa là đấng tha thứ, cho nên chúng ta đừng giấu tội anh chị em nhé, đừng giấu tội. Và cũng khích lệ cái người nào đến cần sự giúp đỡ của anh chị em đó, hãy nói họ xưng ra, nói tỏ tường, nói mạnh mẽ, nói ra miệng nè, nói câu nguyện là con quyết định tha thứ cho điều này, tha thứ cho điều kia, từ bỏ điều này, từ bỏ điều kia. Và bằng cách đó đó, sự chữa lành trong linh hồn bắt đầu khởi động. Cho nên như tôi đã nói với anh chị em, chúng ta quay lại với vấn đề cơ bản. Đừng chú ý ngay đến bệnh tật thể chất, chú ý đến vấn đề linh hồn, tấm lòng của con người. Khi tấm lòng được chữa lành, đôi khi thể chất tự nó sẽ chữa lành, không cần cái gì cả. Rất là nhiều những trường hợp như thế rồi, rất là nhiều những trường hợp như vậy rồi anh chị em ha. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp một chút nữa về một cái linh hồn thịnh vượng. Rõ ràng hồi nãy giờ mình đã nói thì mình đã học được ha, có một cái mối liên hệ bên trong giữa sức khỏe về phần hồn và sức khỏe thể chất, một cái tổng thể. Dĩ nhiên như tôi đã nói, không phải 100% tất cả mọi đau yếu về thể chất của chúng ta đều có liên quan đến một cái linh hồn yếu đuối. Không phải tất cả, giống như tôi nói rồi, có người có thể bị tai nạn và bị yếu đuối về thể chất. Ăn thực phẩm độc hại có thể cũng yếu đuối về thể chất. Cái chuyện đó nó không có liên quan gì đến phần hồn cả. Nhưng mà ý bây giờ mình nói là phần lớn những cái bệnh tật mà không đau, tức là uống thuốc mãi không khỏi, không phải do tai nạn, không phải do đời sống không tiết độ vân vân nó đem đến, thì nó có liên quan trực tiếp đến cái sự yếu đuối và phần linh hồn. Anh chị em nắm điều đó ha. Như vậy ở trong sách Giăng đó, Giăng 3 câu 2 cái chép: hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh và phần xác anh, cũng như được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà cái thế giới bên trong của chúng ta được thịnh vượng, nghĩa là hồn chúng ta được thịnh vượng, thì cái phần xác của chúng ta nó sẽ được thịnh vượng. Đây là cái nguyên tắc rất là căn bản. Nó không phải ngược lại, nó không phải ngược lại nha anh chị em. Không phải là khi phần xác mình thịnh vượng thì hồn mình thịnh vượng, không, mà hồn mình thịnh vượng trước rồi xác mình phải được thịnh vượng. Đây tôi nhắc lại câu Kinh Thánh này đó, là được khỏe mạnh và phần xác của anh cũng như phần hồn anh đã được thịnh vượng. Có nghĩa là phần hồn mình đã được thịnh vượng rồi thì chúng ta mới bắt đầu cầu nguyện để phần xác mình được thịnh vượng, giải quyết cái vấn đề đó đi trước. Cho nên ở đây chúng ta học một nguyên tắc ở trong Giăng 3 câu 2, đó là gì anh chị em? Phần hồn thịnh vượng kéo theo phần xác thịnh vượng. Phần hồn thịnh vượng là ưu tiên số 1, nó là cái đầu tiên phải được làm, phải được xử lý, phải được giải quyết. Sau đó mới đến phần xác thịnh vượng. Đừng bao giờ chúng ta cố gắng làm ngược lại. Đây là một bài học cho tất cả anh chị em muốn cầu nguyện và muốn đi trong chức vụ chữa lành. Hãy chú ý đến phần hồn. lối sống họ nè, đời sống họ nè, đời sống tâm linh họ nè, đời sống họ với Chúa nè, đời sống họ với anh em nè, đời sống họ hàng ngày như thế nào nè. Tất cả những sự đó chúng ta cần phải xử lý trước khi mình cầu nguyện cho cái phần thể chất. Tại vì nếu đời sống phần hồn mà chưa thịnh vượng thì chúng ta không thể nào có cơ sở, có nền tảng để chúng ta cầu nguyện cho cái phần thân thể được khỏe mạnh được. Chúng ta làm ngược và nó sẽ không có tác dụng. Anh chị em ha, hãy chú ý tất cả những điều đó, hãy rất là chú ý. Và một câu kinh thánh mà chúng ta bổ sung thêm ở trong cái phần này, đó là Châm Ngôn chương 4 câu 23 mà anh em rất quen thuộc, đúng không? Khá cẩn thận, giữ tấm lòng con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ do nó mà ra. Các nguồn sự sống chảy ra và chạm đến tất cả mọi lĩnh vực khác trên đời sống chúng ta từ tấm lòng. Từ tấm lòng, anh em nhớ ha, từ tấm lòng. Đến là tài chánh, đến mối quan hệ, đến thể chất, đến tim gan, tất cả lục phủ ngũ tạng chúng ta nó nhận được sự sống từ cái sự sung mãn của phần linh hồn của chúng ta. Linh hồn chúng ta sung mãn thì chắc chắn những phần còn lại trên cơ thể chúng ta sẽ được sung mãn. Anh em hãy chú ý cách này. Cho nên đó, anh em chăm sóc một cái cây á, anh em phải chăm sóc cái rễ, cái gốc trước. Cho nên mình cứ nhè cái lá rồi tất cả mọi thứ làm, mà trong khi cái rễ của nó hôi hư thối rồi, tôi đảm bảo với anh chị em cái cây đó sẽ không bao giờ tươi xanh tươi tốt được. Nó cũng giống y như cái vấn đề chữa bệnh này của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ chăm về cái phần xác này, ôi phải uống thuốc gì cho nó bổ, ăn cái gì cho nó bổ, dĩ nhiên cái điều đó là cần. Nhưng mà nếu mà chỉ chăm những cái sự đó không, mà không để ý đến cái sức khỏe về tinh thần, sức khỏe về tấm lòng, thì đôi khi chúng ta không đạt được kết quả như mong muốn. Ok anh chị em ha. Đó. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Rồi, vậy thì bây giờ một cái con người khỏe mạnh thật sự nó có ích lợi gì? Một con người có một tâm linh khỏe mạnh thì sẽ tạo ra một hồn khỏe mạnh. Một hồn khỏe mạnh khiến chúng ta có thể tận hưởng một đời sống có thể chất khỏe mạnh. Anh em chú ý ha, cái đây là cái thứ tự mà chúng ta cần. Tôi nhắc lại, một tâm linh khỏe mạnh sẽ tạo lên một phần hồn khỏe mạnh. Một linh hồn khỏe mạnh sẽ khiến chúng ta có khả năng để tận hưởng một thể chất khỏe mạnh. Và một con người như thế đó, một con người như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái bầu không khí vui vẻ, bình an, khỏe mạnh ra xung quanh. Đây là cái lẽ thật rất là căn bản. Vì anh em đang học bài học cầu nguyện chữa lành cho người bệnh mà, đúng không ạ? Anh em không thể nào có thể thực hành cầu nguyện chữa lành cho người bệnh một cách hiệu quả khi mà đời sống tâm linh, đời sống tâm hồn của anh chị em có vấn đề. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Đó là cái chỗ đó, nó rất là quan trọng. Đó, nó rất là quan trọng. Anh em nhìn Chúa Giêsu phải không ạ? Chúa Giêsu đi đến đâu thì xung quanh Ngài thoát ra sự chữa lành. Người ta chạm đến Chúa Giêsu, người ta được lành. Người ta chạm đến áo Ngài, người ta được lành. Lời nói của Ngài khiến người ta lành. Lời nói của Ngài khiến người ta được tự do. Một cái chạm của Ngài khiến người ta được lành. Tại sao? Tại vì Chúa Giêsu có một tâm linh, có một linh hồn rất khỏe mạnh. Một tâm linh, một linh hồn vô tội, thánh sạch, công bình. Và từ đó nó toát ra xung quanh Ngài một cái bầu không khí chữa lành. Một cái bầu không khí chữa lành. Ngài đi trên biển cả, và khi Ngài ngủ trên thuyền với các môn đồ, biển nổi sóng âm âm. Ngài đứng dậy, Ngài nói một lời: hãy im đi, lặng đi. Tất cả bão tố đều im lặng. Tại sao? Vì bên trong Ngài là một thiên đàng của sự bình an, nhẹ nhàng, im ắng. Khi Ngài nói ra một lời, tất cả mọi thứ đều phải tuân thủ theo, y như trong nội tâm của Ngài. Cho nên đây là bí mật của một đời sống cầu nguyện chữa lành. Anh chị em muốn trở thành một người cầu nguyện chữa lành giải cứu, anh chị em phải giải quyết vấn đề của chính nội tại của chính mình. Anh chị em phải là một người có đời sống tâm linh khỏe mạnh. Anh chị em phải có một hồn khỏe mạnh trước khi anh chị em thực hiện cái chức vụ này cho người khác. Còn nếu không đó, nó tổn hại đến anh chị em rất là nhiều. Anh chị em sẽ bị tổn thương trước, anh chị em sẽ bị thương tích trước. Đây là bí mật tâm linh. Cho nên anh chị em ơi, rất là điều quan trọng của một người cầu nguyện chữa lành là có một đời sống bình an bên trong, có một đời sống vui mừng bên trong, có một đời sống thánh sạch bên trong. Chính tất cả những sự bên trong của anh chị em đó nó tạo ra một cái môi trường đúng, một cái ống dẫn đúng để cho Đức Thánh Linh tuôn đổ sự chữa lành của Ngài đến cho người khác, sự bình an của Ngài đến cho người khác, sự vui mừng của Ngài đến cho người khác, sự chữa lành của Ngài đến cho người khác, sự giải cứu của Ngài đến cho người khác. Anh chị em là người cầu nguyện, anh chị em cần điều đó. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Đây là cái chỗ mà hết sức là quan trọng đó. Và sau này khi Chúa Giêsu đã thăng thiên thì các sứ đồ của Chúa cũng kinh nghiệm được điều tương tự. Cái bóng của Phi-rơ có thể chữa lành người ta, anh em hiểu không? Cái áo, cái quần của Phao-lô cũng có thể giải cứu chữa lành người ta. Tất cả những gì liên quan đến một con người có sự bình an bên trong, có Đức Chúa Trời của phép lạ ngự trị bên trong, nó sẽ toát ra một bầu không khí chữa lành, toát ra một bầu không khí của sự giải cứu, toát ra một bầu không khí của sự thịnh vượng cho những người khác. Đây là cái chỗ hết sức căn bản mà tất cả anh chị em mình cần phải nắm. Chúa Giêsu là đấng đầu tiên cho chúng ta cái gương mẫu, không ạ? Và chúng ta nhìn thấy điều đó qua các sứ đồ của Ngài. Chúng ta nói một chút nữa và chúng ta có thể sẽ kết thúc ở đây. Và cái điều như tôi vừa nói đó, nó khai phóng trong bầu không khí đức tin một cái sự hiện diện vĩnh cửu của Đức Chúa Trời khi mà lòng mình có sự bình an vui mừng, không ạ? Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Đấy anh chị em, cho nên những gì mà tôi nói với anh chị em buổi tối ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm của một cái đời sống có thể giúp mình và giúp người khác. Bây giờ trước khi kết thúc đó, tôi nói với cho anh chị em ba cái bước để tôi và bạn chị em có thể duy trì một cái đời sống thịnh vượng về phần hồn, thịnh vượng về phần linh, thịnh vượng về phần xác, để Chúa sử dụng tôi và bạn chị em cho chính mình, cho gia đình và cho người khác. Dĩ nhiên trong Chúa nó không có một cái công thức nào cả, nhưng mà nó cũng có một số những cái chỉ dẫn để giúp chúng ta duy trì được cái đời sống đó. Đây là cái phần kết thúc. Tôi muốn kết thúc cái bài buổi tối hôm nay bằng ba cái cách để cho chúng ta có thể duy trì một cái đời sống lành mạnh. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Để tôi và bạn chị em có thể cầu nguyện cho người khác, giúp đỡ người khác, giúp đỡ chính mình, tôi và bạn chị em phải duy trì một đời sống thịnh vượng trong linh, trong hồn và trong thể chất. Nếu chúng ta thiếu những bước đi này thì chúng ta gặp rất nhiều rắc rối và nguy hiểm khi chúng ta bước vào chức vụ của sự cầu nguyện chữa bệnh cho người ta. Một là nó không hiệu quả, hai là nó có tác dụng ngược, rất là nguy hiểm, không có đúng, không ạ? Chúng ta cần phải hết sức chú ý. Vì thế cho nên anh chị em thấy đó, trong kinh nghiệm cá nhân, đời sống cá nhân của tôi đó, tôi luôn dành ưu tiên số 1. Đời sống của tôi là đời sống riêng tư với Chúa, kết nối với Chúa. Hầu hết thời gian tôi dành cho điều đó. Ở với Chúa, suy ngẫm với Chúa, học lời Chúa, làm tất cả mọi thứ để linh hồn mình bình an thực sự, vui mừng thực sự, nhẹ nhàng thực sự, phẳng lặng thực sự, luôn đồng hành với Ngài thực sự, rồi chúng ta mới đi phục vụ. Chúng ta không thể nào mang một linh hồn lo lắng để đi phục vụ người khác. Chúng ta không thể nào mang một linh hồn hận thù không tha thứ đi phục vụ người khác. Chúng ta không thể nào mang một cái linh hồn của sự buồn rầu phiền não đi phục vụ người khác. Chúng ta làm hại mình, làm hại người ta, Và cái điều đó cực kỳ là không đúng theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Anh chị em hiểu Chúa Giêsu, Ngài phục vụ người ta và lòng Ngài luôn bình an. Ngài, lòng của Ngài là tuyệt đỉnh của tình yêu, tuyệt đỉnh của cái sự gọi là chủ động trong mọi sự và nắm vững mọi tình huống. Anh chị em thử tưởng tượng đi, một con người đóng đinh đau đớn trên thập tự giá vẫn có thể nhìn xuống và nói rằng: Cha ơi, tha thứ cho họ vì họ không biết điều họ làm. Tôi muốn anh chị em hãy tưởng tượng lòng của Chúa Giêsu như thế nào, lòng của Chúa Giêsu bình an như thế nào, lòng của Chúa Giêsu nhân từ như thế nào, lòng của Chúa Giêsu phẳng lặng như thế nào. Anh em hiểu ý không ạ? Khó lắm anh chị em. Sống giữa cuộc đời này, tôi nói anh chị em, nếu không có Chúa giữ mình, không có Chúa đầy dẫy mình, chúng ta không thể tìm thấy một linh hồn phẳng lặng. Đó là lý do mà tôi và bạn chị em là những người muốn đi trong chức vụ chữa lành này, chúng ta cần dành thời gian tối đa để kết nối với Đấng bình an. Nếu anh chị em muốn bình an, hãy kết nối với Đấng bình an. Nếu anh chị em muốn vui mừng, hãy kết nối với Đấng vui mừng. Nếu anh chị em muốn yêu thương, hãy kết nối với Đấng yêu thương. Muốn nhân từ, hãy kết nối với Đấng nhân từ. Không có cách nào khác đâu. Ngoài ra không có cách nào khác hết, đúng không ạ? Không có cách nào khác để chúng ta hiệu quả trong chức vụ của mình là kết nối với Chúa. Vậy thì đầu tiên đó anh chị em, hãy dành thời giờ để sống trong sự biết ơn và ngợi khen Chúa liên tục. Anh em hiểu không ạ? Liên tục sống trong sự biết ơn Chúa. Chúa ơi, con biết ơn Ngài vì những điều nhỏ nhất trong cuộc sống mà con có hôm nay. Mọi tiện nghi nhỏ nhất mà con có hôm nay, con biết ơn Ngài. Một bữa ăn ngon, con biết ơn Ngài. Một giấc ngủ ngon, con biết ơn Ngài. Phải không ạ? Một cái sự bình an, một cái bầu không khí tươi tốt con được hít thở, con biết ơn Ngài. Đời sống biết ơn, đời sống ngợi khen là bước đầu tiên để chúng ta kết nối với Đấng toàn năng. Tôi khích lệ tất cả anh chị em đang trên live stream này, hơn 400 anh chị em, hôm nay là hơn 400 này. Anh chị em ơi, hãy dùng sự ngợi khen biết ơn thân mật để kết nối với Chúa. Đây là điểm mà chúng ta có thể làm 24/7. Đó, nó là chìa khóa đem đến sự lịch thịnh vượng cho linh và hồn của chúng ta. Bởi vì Ngài là Đấng thịnh vượng. Khi chúng ta kết nối với Ngài trong cái sự thân mật đó, chúng ta sẽ bước vào sự thịnh vượng. Anh em đọc trong Giê-rê-mi chương 31 câu 12 đến 14: họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-on, sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu và con nhỏ của chiên và bò. Lòng họ sẽ như vườn đượm nhuận, chẳng buồn rầu chi nữa hết. Bây giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung. Vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo, dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Anh em hiểu không ạ? Giê-rê-mi chương 31 câu 12-13. Đây là lối sống của những người phục vụ Chúa. Chúng ta sống trong niềm vui mừng, hân hoan, hớn hở mỗi ngày với Chúa. Đừng để một sự phiền não nào, một sự lo lắng buồn rầu nào. Vì Chúa hứa, Chúa chăm lo cho mình. Chúa cho mình ăn chán chê những đồ béo tốt, không ạ? Nó nơi những ơn phước của Đức Chúa Trời. Hãy sống trong sự vui mừng với Chúa mỗi giây đồng hồ. Đây là điều đầu tiên, đây là chìa khóa để dẫn tôi và bạn chị em đến với một đời sống thịnh vượng về linh và hồn. Nó giống như thân thể chúng ta nè, lúc nào cũng sâm nhung yến xào đại bổ, phải không ạ? Lúc nào cũng thực phẩm này thực phẩm kia, béo tốt, suốt ngày chăm sóc thân thể mình, thì linh hồn mình nó cần được chăm sóc trong không khí vui mừng, bình an, hớn hở, chu cấp của Đức Chúa Trời, kết nối với Đức Chúa Trời. Amen chưa? Đây là điều đầu tiên, anh chị em ghi nhớ ha. Luôn sống trong sự ngợi khen biết ơn Chúa. Đừng phiền não buồn rầu vì bất cứ điều gì trên cuộc đời mình. Tôi nói với anh chị em, không có điều gì khiến cho linh hồn của tôi phiền não buồn rầu được nữa. Không có điều gì. Vì tôi coi tất cả mọi sự là rơm rác hết rồi. Chỉ có Chúa là tuyệt vời thôi. Cho nên khi chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ được thịnh vượng và linh hồn, anh chị em ha. Rồi, tiếp theo. Bước thứ hai, đó là anh chị em hãy siêng năng suy ngẫm Kinh Thánh. Suy ngẫm Kinh Thánh. Cái suy ngẫm nó khác với cái đọc anh chị em ạ. Cái suy ngẫm đó có nghĩa là chúng ta nghiền ngẫm một cái đoạn, một cái lời nào đó cho đến khi nó thấm vô linh hồn của mình, thành lẽ sống của mình. Tôi ham thích nó, tôi yêu mến nó, tôi say mê nó, tôi nghiền ngẫm nó. Anh em nhớ, cái người đó đem lại sự thịnh vượng. Anh em nhớ đọc Thi Thiên thứ nhất đấy. Anh em đọc Thi Thiên thứ nhất sẽ thấy cái lời của cái người suy ngẫm. Vui vẻ suy ngẫm luật pháp của Đức Giê-hô-va Ngài, người ấy sẽ như vậy. Cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều được thịnh vượng luôn. Đó là ích lợi của suy ngẫm. Anh em dành thời giờ suy ngẫm, một ngày một đoạn, một câu. Đừng có ngày nào là không đọc Kinh Thánh, đừng có ngày nào là không suy ngẫm Kinh Thánh. Đừng bỏ qua, uổng lắm, phí thời gian lắm. Đây là bước thứ hai. Bước thứ hai của cái sự xây dựng một linh hồn thịnh vượng, một linh hồn mà có thể giúp mình và giúp người khác, một linh hồn mà có thể cầu nguyện cho người khác và người khác được đáp ứng, người khác được chữa lành, người khác được phước hạnh. Mình phải thịnh vượng trong linh hồn. Đây lời của Đức Chúa Trời. Amen chị em. Đó. Châm ngôn chương 4 câu 20 đến 22. Hỡi con hãy chăm chỉ về các lời ta, kháng nghiêng tai nghe bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Anh em thấy không ạ? Cho nên hãy suy ngẫm, hãy cầm Kinh Thánh lên, hãy nghe Kinh Thánh, hãy đọc Kinh Thánh, hãy suy ngẫm Kinh Thánh. Amen. Đây là cái chỗ rất là cần thiết anh chị, cần thiết vô cùng. Rồi, Ê-sai chương 26 câu 3. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ giữ gìn cho người ấy sự bình an trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài. Thế nào là nương dựa nơi Chúa? Nương dựa nơi Chúa mà lại để trí mình nương dựa nơi Chúa, có nghĩa là trí mình phải luôn để trong lời của Ngài, trí mình luôn suy ngẫm lời Ngài, trí mình luôn ghi nhớ lời Ngài, trí mình luôn học thuộc lòng lời Ngài, trí mình luôn nói về lời của Ngài, trên giường ngẫm nghĩ về lời Ngài. Thì kèm theo một lời hứa, thì Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn người đó trong sự bình yên trọn vẹn. Bình yên trọn vẹn. Anh em thấy không? Bình yên trọn vẹn. Điều đó há chẳng phải là một linh hồn thịnh vượng hay sao anh chị em? Đây là một linh hồn thịnh vượng, đúng không ạ? Đó, cảm ơn. Và cuối cùng anh chị em ơi, đây là việc mà chúng ta thấy nó khác so với người thế gian. Đây là cái bước thứ ba. Để anh em trở thành một linh hồn thịnh vượng, anh em hãy sống với tiêu chí rằng Chúa, con sống để phục vụ người khác. Con sống không phải vì ích lợi của con không. Con sống để làm điều lành, con sống để phục vụ người khác. Con hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc, con vui mừng khi thấy người khác vui mừng, con bình an khi thấy người khác bình an, con vui với niềm vui của người khác, con buồn với cái nỗi buồn của người khác, con đau với nỗi đau của người khác. Phục vụ. Mình làm việc lành và mình phục vụ người khác đó, mình cầu nguyện cho người khác, mình phục vụ tha nhân, mình phục vụ những cái linh hồn đau khổ đó. Nó đem lại cho chúng ta sự thịnh vượng trong linh hồn. Anh chị em ạ, đây là nguyên tắc của Chúa. Nguyên tắc của Chúa nó như vậy. Cho nên ở đây đó, bằng cách nào đó chúng ta hãy học cách quản trị bằng tấm lòng của một tôi tớ. Ví dụ trong hội thánh ha, Chúa giao cho anh chị em một cái chức vụ nào đó, hãy làm điều đó với tấm lòng của một tôi tớ, đúng không? Và hãy phục vụ người khác bằng tấm lòng của một vị vua. Hiểu ý không ạ? Phục vụ người khác bằng tấm lòng của một vị vua nghĩa là gì? Rộng rãi, giàu có, hết mình để phục vụ, hết sức. Đây là cái cách sống của chúng ta. Và tôi tin rằng ba cái bước như vậy đó, nó đem cho chúng ta đến một linh hồn thịnh vượng, một linh hồn sẵn sàng để giúp đỡ chính mình, giúp đỡ người khác. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Ban phước cho tất cả các bạn chị em buổi tối ngày hôm nay. Những ai đang lắng nghe, những ai đang kết nối, những ai đang ở trên live stream này, Chúa sẽ giúp chúng ta. Chúa sẽ giúp tôi và bạn chị em có một linh hồn thịnh vượng để chữa lành cho thế giới đang thiếu thốn này, chữa lành cho những con người đang thiếu thốn này. Amen. Nếu chúng ta không thịnh vượng, nếu chúng ta không thịnh vượng trong linh hồn, nếu chúng ta không giàu có trong linh hồn, chúng ta không thể cho người khác được điều mình không có. Anh em amen với tôi mà. Chúng ta không thể cho người khác điều mình không có. Đơn giản thế thôi. Nếu anh em không có một đời sống thịnh vượng trong linh hồn, một đời sống thịnh vượng trong tâm, trong thể chất, anh em không thể đem điều đó để cho người khác. Chắc chắn là sự thật. Cho nên tôi nói mình phải xây dựng cho chính mình, giúp đỡ chính mình, rồi giúp đỡ người khác. Amen. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước. Cha, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, con cầu nguyện cho những anh chị em đang nghe lời bài giảng buổi tối hôm nay. Lạy Chúa, hãy giúp đỡ anh em con. Lạy Chúa, hãy ban ơn cho anh em con. Lạy Chúa, hãy kéo anh em con đến với một đời sống thịnh vượng linh hồn. Thịnh vượng linh hồn để có một đời sống khỏe mạnh siêu nhiên, để có thể phục vụ tối đa và mở rộng vương quốc và làm vinh hiển danh của Ngài. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đến với anh chị em con giờ này. Hãy đến với anh chị em con giờ này. Hãy đến với anh chị em con giờ này. Trong danh Chúa. Ô, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cha ơi, hãy sức dầu mới cho anh chị em con buổi tối hôm nay. Cha ơi, hãy ban ơn cho anh chị em con buổi tối hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hãy chạm đến nhiều người buổi tối ngày hôm nay. Hãy chạm đến nhiều người trong buổi tối hôm nay. Hãy chạm đến linh hồn và tấm lòng của anh chị em con buổi tối hôm nay. Kéo anh chị em con lại gần Ngài mỗi ngày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa ơi, con cầu nguyện để Chúa dấy lên một đạo quân thịnh vượng và linh hồn, một đạo quân khỏe mạnh thụ hưởng những vấn đề về thể chất để có thể giúp đỡ người khác trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen. 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 Nào anh chị em, bây giờ chúng ta sẽ đến phần cầu nguyện. Ok, Chúa đang ở đây. Ha, Chúa đang ở đây. Và tất cả chúng ta đều có cơ hội để được Chúa đụng chạm, chữa lành, tái đổi đầy. Ha. Và như bài học buổi tối hôm nay đó, tôi khích lệ anh chị em hãy rà soát tâm lòng của mình. Nếu anh chị em giữ sự vấp phạm trong lòng thì rất khó tiếp cận với ơn phước của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Rất khó, có thể nói là không thể. Cho nên sự chữa lành của thân thể luôn luôn đi kèm với sự giải quyết vấn đề trong tấm lòng nếu có. Nếu anh chị em không tha thứ ai đó, hãy bắt đầu tha thứ. Nếu anh chị em đang buông giận một chuyện gì đó, hãy bắt đầu buông bỏ. Hãy cam kết với Chúa rằng con buông bỏ. Hãy cam kết với Chúa rằng con thật sự thuần phục Ngài buổi tối ngày hôm nay. Amen anh chị em. Bài học rất là rõ ràng, phải không ạ? Chúng ta không thể mong chờ có một đời sống thịnh vượng về thể xác, khỏe mạnh về thể xác, mà lại sống một đời sống nghèo nàn về tinh thần, bệnh hoạn về tinh thần, yếu đuối về tinh thần, tội lỗi về tinh thần. Không bao giờ có anh chị em. Cho nên buổi tối hôm nay đó, tôi kêu gọi tất cả anh chị em đang có mặt trên live stream này, gần 400 anh chị em trên có mặt trên live stream này, hãy rà soát tấm lòng của mình. Những ai đang bệnh tật đau yếu, những ai đang cần giải cứu chữa lành, nhất định phải loại bỏ khỏi anh chị em mình, loại bỏ khỏi tấm lòng mình những sự phiền não, lo lắng, buồn rầu, sự cay đắng, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, sự gian tham, dối trá, những sự nghiện ngập, nói hành, nói xấu, những sự xung đột, xích mích. Dù bất kể nó có lợi có hại gì với anh chị em, tôi nói anh chị em hãy buông bỏ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nào tất cả chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy nhớ rằng Chúa Thánh Linh chỉ đến trên những linh hồn nào mà đã loại bỏ sự vấp phạm ra khỏi lòng mình. Đây là chỗ mà anh chị em cần. Amen. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nào tất cả chúng ta hãy xưng ra trước mặt Chúa nếu có. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Toàn bộ mọi cay đắng, mọi phiền não, mọi thất vọng, mọi đau đớn hãy rời đi. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, mọi quyền lực của sự tối tăm, mọi con quỷ phiền não, mọi con quỷ không tha thứ, mọi con quỷ của sự tức giận, mọi con quỷ của sự đau đớn, mọi con quỷ của sự ruồng bỏ, mọi con quỷ của cái sự tự phán xét bản thân mình, trong danh Giêsu ta trói buộc mày. Hãy rời khỏi tất cả những anh chị em, hãy rời khỏi những người nào đang bị trói buộc bởi mày đang ở trước màn hình này. Ta bảo mày ra đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh tất cả những quyền lực tối tăm đó hãy rời đi giờ này. Rời giờ này trong danh Giêsu. Rời giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi tà linh, mọi uế linh, tất cả những uế linh, tất cả những tà linh phiền não, buồn rầu, cay đắng, giận dữ, tức mình, giết người, trong danh Giêsu ta ra lệnh mày rời đi. Ta ra lệnh mày rời đi. Tất tất cả những linh thất vọng, thất bại, ê chề, những linh tự phán xét bản thân, lên án bản thân, nói hành nói xấu, ta bảo rời đi trong danh Chúa Giêsu. Rời đi, ta tẩy sạch tất cả những linh hồn này bởi huyết Chúa Giêsu. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên cho em giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên cho em giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên cho em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em được bao phủ bởi huyết của Chúa. Toàn bộ anh chị em được bao phủ bởi huyết của Chúa giờ này. Toàn bộ anh chị em được bao phủ bởi huyết của Chúa giờ này. Mọi tội lỗi, mọi điều gì kín dấu, mọi điều gì ẩn dấu bên trong, hãy thể hiện ra, hãy biểu lộ ra, hãy biểu lộ ra. Mọi hạt giống cay đắng, mọi hạt giống tổn thương, mọi hạt giống của sự nói hành, mọi hạt giống của sự phán xét, ta móc ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta đào mày lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta đào mày lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố của mày hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mọi độc tố của Satan hãy rời đi. Mọi độc tố Satan hãy ra khỏi những thân thể này. Mọi độc tố của Satan, mọi độc tố của sự bực tức, mọi độc tố của sự thù hận, mọi độc tố của sự không tha thứ, ta bảo mày rơi khỏi linh hồn họ, rơi khỏi thân thể họ, rơi khỏi linh hồn họ, rơi khỏi thân thể họ, rơi khỏi cảm xúc họ, rơi khỏi lý trí họ, rơi khỏi tư tưởng họ, rơi khỏi thân thể họ, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền mà ta bẻ gãy quyền lực của mày Satan, bẻ gãy quyền lực của mày Satan, bẻ gãy quyền lực của mày Satan, ta rao bảo sự tự do. Tự do cho những linh hồn đang lắng nghe lời cầu nguyện này. Tự do cho những cuộc đời đang lắng nghe lời cầu nguyện này. Toàn bộ những xung đột trong gia đình, xung đột giữa vợ chồng, xung đột giữa con cái cha mẹ, xung đột giữa ông bà cha mẹ, xung đột giữa ông bà với con cháu, toàn bộ những xung đột này, linh xung đột này ta bẻ gãy mày trong danh Giêsu quyền năng. Linh xung đột này ta bẻ gãy mày trong danh Giêsu quyền năng. Linh đổ vỡ hôn nhân này ta bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Tất cả những anh chị em đang có vấn đề xung đột trong gia đình giữa vợ chồng, hãy lắng nghe nè, hãy tha thứ đi. Tôi nói anh chị em hãy tha thứ đi, vợ hãy tha thứ cho chồng, chồng hãy tha thứ cho vợ đi. Dù đó là sự phản bội đau đớn, hay dù đó là bất kể một sự xung đột nào đó mà gây nên không thể hàn gắn, tôi nói với anh chị em rằng không gì là không thể, hãy tha thứ giờ này. Tôi cảm nhận rằng Chúa đang muốn nói với các anh các chị hãy tha thứ cho nhau. Đừng bao giờ giữ sự cay đắng, đừng bao giờ giữ cái sự hiềm khích, đừng bao giờ giữ sự thù hận trong tấm lòng. Tôi giải phóng anh chị em khỏi những điều đó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi giải phóng anh chị em khỏi những sự xung đột, linh xung đột này rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền, ra khỏi những gia đình của họ giờ này, ra khỏi con cái của họ giờ này, ra khỏi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Sợ hãi hãy rời đi. Tôi đang cảm nhận Chúa muốn nói rằng có những linh sợ hãi trong những con người đang ở trước màn hình này. Tôi nghe tiếng nói rằng sự sợ hãi. Tôi ra lệnh rằng linh sợ hãi hãy rời đi. Sợ hãi gây cho họ khó thở, sợ hãi gây cho họ hen suyễn, sợ hãi gây cho họ bị dị ứng về thời tiết. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta bảo mày linh sợ hãi rời khỏi những con người đang trước màn hình này. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng, rời đi. Linh sợ hãi rời đi. Ta linh sợ hãi hãy rời đi. Ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta linh sợ hãi phiền muộn lo lắng hãy rời đi. Lo lắng về tương lai, lo lắng về ngày mai, lo lắng về nghề nghiệp, lo lắng về con cháu, lo lắng về sức khỏe, lo lắng về bệnh tật của mình. Sự sợ hãi này rơi. Tất cả những đám mây u ám trên tâm trí của họ, ta bế gãy bây giờ này, xô tan đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi. Rồi, tôi nói tâm trí anh em được tự do. Tâm trí bị trói buộc bởi sự sợ hãi lo âu phiền muộn, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tan đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tan đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Tan hẳn đi. Tan hẳn đi giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy chú ý nha. Những ai đang có những phiền não, lo lắng, sợ hãi, bất an, bồn chồn trong người về ngày mai, về đời sống tình trạng của mình, về gia đình mình, con cái mình, sức khỏe mình, mạng sống của mình, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi xiềng, mọi xích của Satan rớt xuống. Satan rớt xuống. Mọi xiềng xích của Satan rớt xuống. Mọi xiềng xích của Satan rớt xuống. Mọi xiềng xích của Satan rớt xuống. Tôi đặt thân giải cứu của Ngài trên anh chị. Tôi đặt thân chữa lành của Ngài trên anh chị. Tôi đặt thân chữa lành của Ngài trên anh chị em giờ này. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể chỗ nào anh chị em đau yếu, bất kể chỗ nào anh chị em đau yếu, tôi công bố hãy lành. Bệnh trong thận hãy lành, bệnh trong gan hãy lành, bệnh trong đại tràng hãy lành, bệnh trong tử cung hãy lành, bệnh trong phổi hãy lành, bệnh trong máu trong xương hãy lành, bệnh trong lá lách hãy lành, trong lục phủ ngũ tạng hãy lành, tai mũi họng hãy lành. Toàn bộ những nơi nào hư tổn anh chị em, tôi nói thánh linh của Đức Chúa Trời chạm đến chỗ đó giờ này và được phục hồi, phục hồi, phục hồi. Tôi công bố tấm lòng anh em được chữa lành, tấm lòng trái tim anh em được chữa lành, tấm lòng anh em được chữa lành. Mọi cay đắng, mọi hận thù, mọi mắng nhiếc, mọi kêu rêu được chữa lành. Toàn bộ xiềng xích, những tên độc của Satan đã bị bẻ gãy, những xiềng xích của Satan bị bẻ gãy, những ngục tù của Satan bị bẻ gãy, toàn bộ của nó bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tôi nói anh chị em lắng nghe nè, tất cả những thứ gì mà Satan đã dùng để kết nối anh chị em với nó, dù đó là sự lo âu, dù đó là phiền muộn, dù đó là bệnh tật, dù đó là sự nợ nần, dù đó là đói nghèo, dù đó là sợ hãi, anh chị em nhớ ha, đây là những sợi dây, đây là những móc xích. Nó dùng những cái móc xích đó, nó xích anh chị em với nó. Anh chị em hiểu mà Satan nó dùng đó. Nếu nó thấy anh chị em là người lo lắng, nó quăng ra một cái xích lo lắng và nó móc anh chị em vào nó. Để làm gì? Cướp, giết, hủy diệt. Anh em hiểu mà. Trong danh Giêsu, toàn bộ thứ gì Satan dùng để kết nối anh chị em với nó bị bẻ gãy giờ này. Bẻ gãy giờ này, dù đó là lo lắng, dù đó là bệnh tật, dù đó là nợ nần, dù đó là hận thù, dù đó là không tha thứ, dù đó là xung đột, dù đó là chia rẽ, dù đó là vô tín, tôi bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Tôi nói anh chị em hãy cộng tác với tôi, anh chị em hãy công bố ra miệng. Anh chị em biết rất rõ cái xiềng nào nó đang xích anh chị em, anh chị em biết rất rõ và anh chị em nói ra miệng: tao bẻ gãy xiềng này, xiềng lo lắng này tao bẻ gãy, xiềng thối tha này tao bẻ gãy, xiềng của nghiện ngập này tao bẻ gãy, xiềng của sự nghiện thuốc này tao bẻ gãy, nghiện ma túy tao bẻ gãy, xiềng của tà dâm ngoại tình tao bẻ gãy, xiềng của xung đột tao bẻ gãy, xiềng của sự thù hận tao bẻ gãy, xiềng của sự bệnh tật ung thư tao bẻ gãy, xiềng của sự bệnh mạng tính tao bẻ gãy, bẻ gãy, bẻ gãy, bẻ gãy, bẻ gãy giờ này. Cầu nguyện anh chị em, cầu nguyện lớn tiếng cầu nguyện giờ này, bẻ gãy mọi xiềng, công bố bằng miệng của mình trong danh Giêsu, chặt đứt tất cả mọi kết nối nào mà Satan dùng để kết nối anh chị em với nó, bẻ gãy hoàn toàn mọi cánh cổng ngục tù, mở toang ra trong danh Chúa Giêsu, mở ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể nhà tù cay đắng nào đang nhốt anh chị em, tôi mở ra trong danh Chúa Giêsu. Bất kể nhà tù của sự không tha thứ nào đang nhốt anh chị em, tôi mở ra trong danh Chúa Giêsu. Bất kể nhà tù hà hiếp, tổn thương, ác mộng, sợ hãi nào, tôi mở ra trong danh Chúa Giêsu. Anh em hãy ra khỏi đó giờ này, ra khỏi đó giờ này, hãy ra khỏi đó giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ra đi anh chị em, ra hết đi, ra hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố sự chữa lành trên anh chị em giờ này, tôi công bố sự tự do trên anh chị em giờ này, tôi công bố sự tự do hoàn toàn trên linh, trên hồn, trên thể chất của anh chị em giờ này. Hãy tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài thật nhiều, 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 cảm ơn Ngài thật nhiều. Những ai tức ngực khó thở hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai tức ngực khó thở, bệnh về hô hấp hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những ai đang lên cơn mệt hãy được lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tự do đi, tự do hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tự do hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Tôi tuyên bố hơn 400 anh chị em đang có mặt ở đây hãy được lành bệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể bệnh tật tên gọi là gì, tao hủy bỏ quyền lực của mày, hỡi bệnh tật. Tao hủy bỏ mọi quyền lực của mày, mọi độc của mày, hỡi bệnh tật. Hãy rơi khỏi những thân thể đang chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Hãy rơi khỏi những thân thể đang chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Dù bất kể tên gọi mà là gì, hỡi ung thư hãy teo đi, hỡi ung thư hãy tan đi, hỡi những bệnh mạng tính hãy tan đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Anh chị em hãy đặt tay lên chỗ đau của mình, công bố truyền lệnh cho căn bệnh đã phải rời đi. Anh chị em đặt tay lên khớp gối của mình, anh em đặt tay lên khớp vai của mình, vai gáy của mình và công bố ta được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những đau nhức hãy rơi đi, rơi đi, rơi đi. Hallelujah. Hãy đặt tay vào bụng và đại tràng của mình và công bố nó phải được phục hồi và khỏe mạnh, nó phải được phục hồi và khỏe mạnh. Anh em hãy nói rằng linh hồn của ta thịnh vượng thì thể xác của ta phải được thịnh vượng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy nói đến anh em, công bố lời của Đức Chúa Trời, công bố lời của Đức Chúa Trời, công bố lời hứa của Đức Chúa Trời. Sự vui mừng đến trên anh em, sự bình an đến trên anh em thì thân xác anh em phải khỏe mạnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Khỏe mạnh đi, khỏe mạnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói với anh chị em rằng không có bệnh nào Chúa Giêsu không chữa được, không có năng đền nào Chúa Giêsu không giải quyết được. Vấn đề là lời của Ngài. Anh chị em hãy tin lời của Ngài. Những ai đang nằm liệt trên giường hãy đứng dậy mà đi. Đứng dậy mà đi. Anh em hãy đứng dậy mà đi. Dù một bước thôi cũng phải đi. Phải đi một bước thôi thì sẽ đi được bước thứ hai. Anh em nào đang bị tiểu đường, đang bị huyết áp, tôi nói với anh chị em, tao quở trách những căn bệnh tiểu đường huyết áp này. Hãy rơi khỏi thân thể của họ giờ này. Rơi khỏi thân thể của họ giờ này. Tao quở trách tiểu đường huyết áp giờ này. Hãy hạ xuống đi. Huyết áp hãy ổn định 120 trên 80 đi. Huyết áp hãy ổn định đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiểu đường hãy rời đi. Tiểu đường hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và tôi nói rằng linh hồn anh chị em phải được thịnh vượng. Linh hồn của những người bệnh trong thể xác phải được thịnh vượng. Linh hồn của những người bệnh trong thể xác giờ này phải được phục hồi, tha thứ và rửa sạch bởi huyết Chúa Giêsu. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh hồn anh chị em phải được chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành, chữa lành. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đến cho em. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Nhớ ha. Một tâm linh thịnh vượng, một linh hồn thịnh vượng sẽ đưa chúng ta đến một sự tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh đầy trọn trong thân xác này. Hãy tin cậy Chúa của chúng ta. Đấng quyền năng, Đấng làm được mọi sự, bằng cách ăn năn, xưng tội mình ra, từ bỏ dù phải trả giá, bằng mọi giá từ bỏ toàn bộ những nọc độc giết người ở trong thế giới linh, phiền muộn, tự lên án, nói hành nói xấu, xét đoán, công kích, chỉ trích, tham lam, tham dục. Tất cả những cái sự đó từ bỏ, nói với Chúa rằng Chúa, con đã phạm tội với Ngài, xin Chúa rửa sạch con quyết định sống trong sự yêu thương, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, tha thứ vô điều kiện. Lấy Chúa giúp con. Amen. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi nói anh chị em sẽ không hối tiếc vì một lối sống đầy yêu thương đâu. Chúng ta chỉ hối tiếc khi mình sống trong sự hận thù, trả thù thôi. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong yêu thương, chúng ta không bao giờ hối tiếc đâu, vì nó đem đến sự sống và bình an. Amen anh chị em. Cảm ơn Ngài. Tôi thấy anh chị em được chữa lành. Tôi thấy anh chị em được phục hồi. Lạy Chúa tái đổ đầy Thánh Linh cho anh chị em con. Tái đổ đầy Thánh Linh cho anh chị em con giờ này. Cha ơi, con cầu xin thần của Ngài hãy đến trên tất cả những anh chị em con giờ này. Những ai đang khát khao một đời sống thịnh vượng thì Thánh Linh của sự thịnh vượng hãy đến trên chị em con giờ này. 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 Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy Thánh Linh. Đổ đầy Thánh Linh. Anh chị em hãy đón nhận nào. Đón nhận sự đổ đầy. Tôi nói rằng Thánh Linh đến thăm viếng anh chị em giờ này. Thăm viếng anh chị em giờ này. Thăm viếng anh chị em giờ này. Hãy nhận, 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 nhận. Cha ơi, hãy chạm anh chị em con bởi Thánh Linh của Ngài. Chạm anh chị em con bởi Thánh Linh của Ngài. Chạm anh chị em con bởi Thánh Linh của Ngài. Chạm anh chị em con bởi Thánh Linh của Ngài. Trang bị đầy ân tứ và quyền năng trên anh chị em con giờ này. Tái đổ đầy nè. Tái đổ đầy, tái đổ đầy, tái đổ đầy, tái đổ đầy, tái đổ đầy. Thánh Linh của Đức Chúa Trời ơi, tuôn đổ như mưa giờ này. Nhận đến cho em. Nhận nữa nào. Nhận nữa nào. Nhận nữa nào. Nhận nữa nào. Cơn mưa của Đức Thánh Linh trên linh hồn anh chị em. Cơn mưa sự sống của Thánh Linh trên linh hồn anh chị em. Nhận nào. Nhận nữa nào. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Anh em hãy tin đi. Mỗi lời tôi nói đổ đầy thì thân của Đức Chúa Trời đổ xuống trên anh chị em. Mỗi sau lời nói hãy đổ đầy đi thì anh chị em lại được tràn đầy, giống như cái bình nước vậy đó. Đổ vô đến khi nó tràn ra và anh chị em tràn ngập sự thịnh vượng, vui mừng ân tứ của Chúa. Một lần nữa tôi nói anh chị em đầy Thánh Linh của Chúa đi. Tràn đầy Thánh Linh của Chúa đi giờ này. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hãy được sức dầu giờ này. Tôi nói anh chị em được sức dầu mới gấp đôi giờ này. Sức dầu mới gấp đôi giờ này. Sức dầu mới gấp đôi từ thiên đàng giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận cơn mưa của Ngài. Đón nhận cơn mưa Thánh Linh của Ngài. Đón nhận cơn mưa Thánh Linh của Ngài. Tràn ngập, tràn ngập, tràn ngập, tràn ngập. Con cảm ơn Ngài Chúa vì Đấng hành động khắp mọi nơi. Oh hallelujah. Tôi nhìn thấy anh chị em được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi thấy anh chị em hát ca, vui mừng, nhảy múa. Tôi thấy anh chị em sung sướng vì được Chúa thăm viếng mình. Tôi cũng có thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nữa giờ này. Ô, cảm ơn Ngài vì những điều diệu kỳ này. Cảm ơn Ngài vì những điều diệu kỳ này. Cảm ơn Ngài vì sự thăm viếng diệu kỳ này. Tiếp tục thăm viếng Chúa ơi. Tiếp tục Chúa ơi. Tiếp tục thăm viếng những linh hồn Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Cha nhân từ yêu thương. Cha nhân từ yêu thương. Ô, hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời. Cơn mưa từ trời. Cơn mưa từ trời làm mát lên hồn anh chị em giờ này. Cơn mưa từ trời. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Đón nhận. Amen anh chị em. Amen, amen. Tôi công bố sự chữa lành và thịnh vượng trong linh hồn anh chị em giờ này. Tôi công bố toàn bộ anh chị em hãy lên và đứng dậy khỏe mạnh trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tôi công bố toàn thể anh chị em được tái đổ đầy Đức Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Tôi công bố toàn bộ hơn 400 anh chị em được đụng chạm từ trời buổi tối hôm nay giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Anh chị em hãy tuyên bố và tạ ơn Chúa, tuyên bố và tạ ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Wow, như thường lệ anh chị em ơi, hãy làm chứng cho tôi thấy Chúa làm gì cho anh chị em với nào. Hãy làm chứng cho người khác và tôi thấy Chúa vừa làm gì cho anh chị em nào. Mang tính thời sự, xúc tích ngắn gọn nào. Wow, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hãy làm chứng đi anh chị em. Hãy comment xuống bên dưới nào. Hỡi 400 anh chị em, hãy comment xuống bên dưới Chúa vừa làm gì cho anh chị em nào. Để tôi đọc thấy, người khác đọc thấy và biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời hằng sống, giải cứu, chữa lành, phục hồi, ban phước. Và lòng anh chị em đang tràn ngập thiên đàng giờ này. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Viết xuống đi anh chị em. Viết xuống. Oh, viết xuống. Tôi đang rất thích đọc những lời chứng của anh chị em. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tiếp nữa, tôi đang chờ những lời chứng của anh chị em. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Ối ra rất nhiều. Wow, tạ ơn Chúa. Đây là một sự giải cứu. Một sự giải cứu. Hallelujah. Tuyệt vời. Một sự giải cứu tuyệt vời. Tiếp tục lên anh chị em. Ghi xuống nào. Ghi những lời chứng của mình xuống nào. Oh, tạ ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục nào. Tôi đang đọc đấy. Tôi đang đọc và Chúa ban phước cho anh chị em. Chúa ban phước cho anh chị em. Cảm ơn Ngài. Ta ơn Ngài, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Ta ơn Chúa. Lòng vui mừng. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Chiều giờ còn đau vai gáy giờ hết rồi ha. Wow, ta ơn Chúa với sự chữa lành. Cảm thấy bình an. Cảm ơn Ngài. Đó là tuyệt diệu kỳ. Chúa hiện diện, Chúa làm cho bình an, chữa lành tấm lòng, phải không ạ? Cảm ơn Chúa chữa lành bệnh tật. Oh, cảm ơn Ngài. Chảy nước mắt. Oh, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Tạ ơn Ngài đã được phục hồi. Cảm ơn Chúa chữa lành tức ngực. Cảm ơn Ngài. Wow. Nhiều phép lạ phải anh chị em ha. Đụng chạm con, giải cứu con. Wow, tạ ơn Chúa. Tiếp tục lên anh chị em. Hãy ghi xuống những lời chứng mát từ đầu đến chân. Oh, tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Chị em thấy những dấu kỳ phép lạ Chúa làm không ạ? Đây là một cái điều phải nói vượt quá sức tưởng tượng của con người chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện qua màn hình như thế này, phải không ạ? Chúa đã dùng thần quyền năng của Ngài chạm tất cả anh chị em và chữa lành. Đó, chữa lành viêm phế quản cấp tính, phải không ạ? Chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Wow, tuyệt vời. Anh chị em thấy Chúa mình quyền năng không ạ? Đây là một đấng quyền năng. Đấng quyền năng. Cảm ơn Ngài thật. Rất diệu kỳ phải không ạ? Rất diệu kỳ. Cảm ơn Ngài. Những tiêu cực lo lắng biến mất. Anh nha. Tiêu cực lo lắng hết mệt, chán nản, thấy lòng bình an. Mỏi mệt, chán nản biến mất. Và bây giờ lòng bình an. Đó chẳng phải là phép lạ sao? Đây là phép lạ. Ô, tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Ô, cảm ơn Chúa. Thấy trong xương hết nhất. Ô, cảm ơn Ngài. Diệu kỳ. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, amen. Tạ ơn Chúa. Oh hallelujah. Chúa chạm con như có sức mạnh. Oh chạm, Chúa chạm, amen, Chúa chạm. Quyền năng. Cảm ơn Ngài, amen. Wow, tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tạ ơn Chúa. Tiếp tục đến anh chị em cảm ơn Ngài về những điều rất là diệu kỳ phải không ạ? Chúa chữa lành bệnh trào ngược dạ dày, rồi bệnh đau xương, đau khớp, tức ngực, khó thở, bất an, mỏi mệt. Chúa chữa lành hết đây, những lời chứng anh chị em nhìn thấy phải không ạ? Cảm ơn Ngài, amen. Tuyệt vời quá. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Ok anh chị em, đã đến giờ chúng ta kết thúc. Anh em tiếp tục cứ comment xuống bên dưới những điều Chúa làm cho mình nha. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân chúc cho anh chị em tràn đầy tình yêu từ Đức Chúa Cha và ân điển của Chúa Giêsu. Anh em luôn kết nối và thông công nơi Thánh Linh mỗi ngày. Và tôi công bố anh chị em là người thịnh vượng cả tâm linh, thịnh vượng cả linh hồn và khỏe mạnh trong thể xác. Xin Chúa ban phước. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nha. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.